chương 2211, tạo phản. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang tự ngồi ngay ngắn ở trong quân trướng, vừa ngồi luyện công không ngừng vừa suy tư phân tích tin tức thu thập được, nhập ra tùy tục, theo người thích hợp mà phát ra chỉ lệnh tương ứng. Sau đó những tin tức này nhanh chóng hóa thành đại lượng tử hà tệ nhanh chóng quay về. Xem tại Chu Yên Phun, vên số lượng vô cùng khổng lồ tử hà tệ không đơn thuần trồng chất tại kho, mà lấy tốc độ nhanh chóng chóa huyền thành các loại tài nguyên và phát triển mở rộng quy mô của tổ chức tình báo thiên cơ, theo đó tin tức thu về càng nhiều hơn tổ chức càng hóa thành thiên la địa võng thì sự tiêu từ đối với các sinh tử huynh đệ càng điên cuồng ở trong một đám cửu kiếp huynh đệ người duy nhất tương đối nhẹ nhàng một ít cũng chỉ có đồng vô thương cũng không phải mạc thiên cơ không có tìm được tung tích của đồng vô thương bởi vì lúc trước khi tiêu trừ cố độc hành nhuế bất thông kỳ mặc cùng la khắc địch mạc thiên cơ đã vơ vét được tài lực vật lực khổng lồ qua đó khiến cho thiên cơ các mở rộng diện tích che phủ rất lớn giai đoạn hiện nay trừ một số nơi cực độ hẻo lánh hay hoặc là cấm địa trong truyền thuyết ra thì căn bản là không có nơi nào mạng lưới tình báo của mạc thiên cơ không tới được bị mạng lưới tình báo siêu cấp tìm tòi đồng vô thương sao có thể may mắn thoát khỏi trên thực tế đồng vô thương cũng được gắn cho một cái lợi ích vô cùng dụ người và bị vô số người đuổi giết tiểu trừ nhưng đồng vô thương khác những cửu kiếp huynh đệ khác là hắn có mặc lệ nhi với tổ chức sát thủ hiệp trợ mà điểm này cũng là mạc thiên cơ không có cách nào thật cũng không phải là mạc thiên cơ không làm gì được tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi. Nếu Mạc Thiên Cơ thật có lòng muốn đem tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi nhổ tận gốc thì cũng chính là chuyện mấy phút đồng hồ mà thôi, thậm chí không cần Mạc Thiên Cơ tự mình động thủ, hắn chỉ cần hơi há miệng bán ra mấy tin tức tình báo, tiết lộ cơ mật về tổ chức sát thủ kia thì tự nhiên sẽ có người động thủ, nếu là tổ chức sát thủ thì người chúng đắc tội còn có thể ít được sao? Tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi tự thành nhất thể, trong đó thể chế quản lý dị thường cơ mật tuy nhiên cái này thì Mạc Thiên Cơ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng chính là bởi vì như thế, nếu đem những thứ này bộc lộ ra ngoài thì như vậy, đối với sự phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Chỉ cần sau này xuất hiện cạm bẫy thì tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi, tiếp theo sẽ gặp phải sự hủy diệt mang tính đả kích, Mạc Thiên Cơ ngay cả sau đó muốn bổ túc cũng là vô sự vô bổ. Cho nên nhàm vào điểm này mà Mạc Thiên Cơ cũng chỉ đành phải lui lại và cố ý gia tăng thêm mật độ cùng cường độ đuổi giết. Dù sao ra tay đối với đôi này cũng không phải là dễ dàng một người uy mảnh bá đạo cái thể vô song một cơ chí linh xảo lòng dạ độc ác muốn đem hai người như vậy chân chính bước đến tuyệt cảnh hơn nữa còn cực hạn đột phá tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản trọng yếu nhất là còn phải nắm giữ tốt hạn độ cũng không thể thật sự để cho hai người chết đi cho nên việc thiết kế truy sát hai người này so sánh với đuổi giết đám cố độc hành còn gian nan hơn mấy lần mạc thiên cơ cẩn thận từng ly từng tí khống chế nhưng đồng vô thương cùng mặc lệ nhi hai người vẫn có thể xông ra Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút cảm giác vô lực. Về sau đành kệ, kết quả là toàn diện tiểu trừ diễn ra, đổng. Vô thương thắng tại khí thế, đó là một loại khí thế thiên hạ vô song, thế gian anh hào dám đảm đương, ngay cả khi nhân số đối phương gấp hắn gấp trăm lần, nhưng cái loại khí thế trời xanh hào hùng này vẫn thủy chung tuyệt không thua kém, thậm chí so sánh với mọi người thì khí thế càng thêm hùng hồn, khiếp đảm, nhát gan, kinh khủng, loại cảm giác này hoàn toàn tỏ đầu luôn luôn không có duyên với hắn thường thường đang ở trong chi chít vòng vây đồng vô thương quát to một tiếng, cái loại khí thế cùng thiên địa nhất thể hào hùng này làm mọi người kinh sợ, mà tạm thời dừng lại công kích, đây là một loại tác dụng của anh hùng khí chàng. Hai vợ chồng ở trong bao vây chặn đánh qua lại xung phong liều chết, mà tôi luyện tự thân tăng lên tu vi. Mặc dù cũng không biết những người này rốt cuộc làm sao mà tới, cũng không biết hai người mình rốt cuộc là đã chọc vào đại phiền toái gì, mà có nhân vật khổng lồ như vậy, đến truy sát. Mặc lệ nhi đã từng cùng đồng vô thương thương nghị nhiều lần, người nói đây rốt cuộc là chuyên gì xảy ra mặc lệ nhi truy nguyên nói ai biết được chuyên gì xảy ra kẻ nào đến tìm phiền toái liền giết đi đơn giản một chút đi đồng vô thương bất mãn phiên chứ bạch nhăn nói ở trong một lần bị đuổi giết hai người nói chuyện như thế ta không rõ làm sao trong lúc bất chợt lại có lời đồn không hợp thói thường đem chúng ta đặt nơi đầu sóng ngọn gió ta cảm giác đó là một âm mưu mặc lệ nhi trầm trọng nói nhất định là có người đang âm thầm tính toán chúng ta hơn nữa người này rất âm độc. Quản hắn khỉ gió âm hay không âm độc, có âm độc hơn nữa thì như thế nào? Đồng vô thương chống mặc đao, mãn bất tại hồ nói, ta quản hắn là ai làm gì, đợi đến đây rồi giết sạch lúc đó tự nhiên là cha ra manh mối thôi, cho dù không có cha ra manh mối cũng hết phiền toái. Đối với thái độ này, của đồng vô thương mặc lệ nhi luôn cảm giác được lòng tràn đầy im lặng. Gia hỏa này thần kính to lớn đã đến một cái trình độ làm, cho người ta mắt mũi trợn tròn, nói hắn là không có tim không có phổi quả thực là, dày xéo bốn chữ không có tim không có phổi này. Tựa hồ trừ luyện công gia cũng không thấy hắn nghĩ đến sự tình khác. Thật không biết, loại người này làm sao mà sống đến được bây giờ đây. Chỉ cần một đao nơi tay, thiên hạ cần sợ gì nữa. Đồng vô thương đạm mạc chống đao nói, chỉ cần một đao nơi tay, thiên hạ ta có sợ gì. Mặc lệ nhi buồn dầu muôn dạng xoa mi tâm, thật lòng hết chỗ nói rồi. Có một vị phu quân không sợ trời không sợ đất như vậy, thật sự là không có biện pháp đang khi nói chuyên thái độ bốn phía lại mơ hồ có tiếng người nói chuyên truyền đến. Ở nơi đâu, bọn họ ở nơi đâu? Thật sự ở nơi đây hả? Có người hưng phấn mà hô to, lộ ra vẻ bởi vì phát hiện ra đám đồng vô thương mà vui vẻ mà phấn chấn. Mặc lệ nhi bên này, còn chưa nói chuyên thái độ đồng vô thương đã đi trước một bước ra ngoài nói, ra ra ở chỗ này. Thằng nhóc kia, đến đây. Mau mau đến đây đánh với ta một trận. Cái loại chiến ý dường như muốn điên cuồng trong lúc bất chợt cứ như vậy. Phô thiên cái địa mà tuôn dã, Cố Độc Hành đang trong chiến đấu, Ngạo Tả Vân đang trong chiến đấu, Kỷ Mặc tại trong chiến đấu, Nhuế Bất Thông cũng tại trong chiến đấu, La Khắc Địch tại trong chiến đấu, Đồng Vô Thương cũng tại trong chiến đấu. Mà Mạc Thiên Cơ vừa tu luyện vừa nắm giữ toàn cục. Bên kia, tại Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh chiến đấu cũng hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu ác liệt, chưa từng có. Sau mấy lần đại quy mô hành động, Tạ Đan Quỳnh đã thành công đem Trảm Mộng Quân dung nhập vào Thiên binh các của mình, thống nhất hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên là chiến lực đại tăng tuy nhiên cách làm này cũng có tác dụng phụ xuất hiện trong một lần chiến đấu trong lúc vô tình bại lộ ra chân diện mục của trảm mộng quân rất không đúng dịp bị nhận ra có đôi khi sự trùng hợp lại tạo ra hậu quả rất đáng sợ vũ Chỉ chỉ nghe hỏi thái độ kinh ngạc rồi cũng lập tức điều động mặc vân thiên binh mã toàn lực tiễu trừ thiên binh các mà thiên binh các cũng từ đó bắt đầu lâm vào luân phiên khổ chiến bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác khả năng bị tiêu trừ hơn nữa lần tiễu trừ này đối thủ của mình không phải là nhân vật giang hồ bình thường mà là Mạc Vân Thiên, quân đội. Mặc dù Mộc Thương Lan bên kia thỉnh thoảng vẫn âm thầm ra tay giúp đỡ, truyền lại một chút tin tức nhưng trước mắt do Nguyên Thiên Hạn ủng hộ Vũ Chỉ Chỉ, làm chuyện này nên Mộc Thương Lan bên kia cũng không dám trắng trợn nhảy ra, sự hiệp trợ là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Mộc Thương Lan hiện tại cũng bị Nguyên Thiên Hạn nghi kỵ nên tạm thời bị thu hồi binh quyền. Đối với Mộc Thương Lan mà nói, nếu nói thu hồi binh quyền thật ra thì cũng chỉ là một hành động mang tính tượng trưng nên điều động hay có thể điều động thái độ cho dù không cần binh phù vân có thể điều động nhưng đây cũng là một loại đối đãi của hoàng thất thể hiện thái độ mà thôi chỉ cần mộc thương lan một ngày không có chính thức tạo phản vậy thì một ngày không thể động kết quả là tình cảnh của tạ đan quỳnh trong lúc bất chợt trở nên rất ác liệt may mà tạ đan quỳnh đối với cái kết quả này cũng không thật bất ngờ chả mộng quân bị đoán ra được chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi tuyệt không có khả năng giấu giếm vĩnh viên được thế cuộc trước mắt mặc dù ác liệt nhưng vẫn còn là trong dự tính ban đầu mình tu vi không cao, nhân thủ thưa thớt mà đã có thể làm cho phong sinh thủy khởi long trời lở đất, huống chi bây giờ còn có đại lượng tư cách nơi tay, như thể nào không có thực lực đánh cược một lần. Tạ Đan Quỳnh mặc dù luôn luôn hàm xúc, nhưng trong xương cũng là một người vô pháp vô thiên. Sau khi bị vây diệt mấy lần hắn lại ngang nhiên dựng lên đại kỳ. Nếu lập trường nhất định đối lập, vậy thì dứt khoát đem hết thảy phóng ra ngoài sáng đi. Mặc thiên có thiên binh. Thiên binh mới là chúa tể. Nguyên thiên hạn nào ngốc vô đạo tun hai tử làm ác, đạo đức bại hoại, sớm nên thối vị nhượng hiền, thiên binh các ta cướp lấy ngôi báu cùng chính là phụng thiên thừa vận, vì mục đích chung. Tạ Đan Quỳnh lại cứ như vậy nghênh ngang, trắng trợn dơ lên phản kỳ, hơn nữa, ở trong thời gian cực ngắn đã tụ tập được trăm vạn chi chúng đại quân cùng đại quân, của vù chi chi triển khai luân phiên ác chiến. Mà điều làm người ta cảm thấy châm chọc nhất chính là quân đội của vù chỉ chỉ, khi chính thức đối mặt với trả mộng quân thái độ lại liên tiếp bại lui, không có năng lực kháng cự chút nào, Điều này làm cho cả Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt hai y ó nổi mây phun. Mà cái kết quả này càng làm cho Nguyên Thiên Hạn cơ hồ tức vỡ cái bụng, từ lúc ban đầu Thiên binh các kia bất quá chi là một cái cường đạo tổ chức nho nhỏ, mới hơi có khoách trương mà đã lại dám trắng trợn chính thức làm phản như thế. Mà Vũ Trì Trì thân là nhân vật số 2 trong Mạc Vân Thiên, quân đội này lại cư nhiên vô dụng như thế, đối mặt với một đám đạo tặc lại liên tiếp bại lui. Chẳng lẽ đối phó với một tạ đan quỳnh nho nhỏ lại còn cần thiên đế, ngự giá thân trinh sao? Thật sự là ghê tởm, phế vật vô dụng. Tuy nhiên nghĩa quân của tạ Đan Quỳnh còn là một cái cường đạo tổ chức nho nhỏ sao? Nếu như lời này nói nửa năm trước thì căn bản là không có sai. Nhưng sau khi nhận được cả chi trả mộng quân cùng với đại lượng vật liệu cấp dưỡng, thì việc được đánh giá là một, cường đạo tổ chức nho nhỏ hiển nhiên đã là không hề thích hợp nữa. Cho đến ngày nay, thiên binh các của tạ Đan Quỳnh về quy mô và số lượng mà nói, chỉ sợ còn muốn hơn cả binh lực của sở dương hiện nay. Chương 2212, phân loạn thiên khuyết. Trừ phi như thế, vô luận vũ chỉ chỉ, nhân phẩm như thế nào nhưng tự thân bản lành của hắn cũng tương đối, thì mới có thể lên tới vị trí người thứ hai trong quân đội, còn về phần chiến bại, mà Mạc Vân Thiên chiến sự sở dĩ có càng ngày càng thấy khua chiêng gõ trống, lý do lớn nhất cố nhiên là do tạ đan quỳnh, cùng với trả mộng quân nhưng cũng không thiếu những nhân tố khác. Những năm gần đây, dưới thiết huyết trọng áp của Nguyên Thiên Hạn ở Mạc Vân Thiên người có lòng bất mãn cũng không ít, chỉ là trước kia có một thương lan chấn giữ, trảm mộng quân của mộng vô nhai đánh đầu thắng đó không gì cản nổi cho nên ít có người dám vọng động hiện tại mộc thương lan bị vô hạn kỳ vứt xó không dùng trảm mộng quân lại càng trực tiếp bị triệt tiêu phiên hiệu còn có mộng vô nhai cũng thành phản nghịch lực uy hiếp toàn bộ tản đi tạ đan quỳnh trắng trợn làm thành như vậy danh tiếng vô tận nên tự nhiên có vô số người tụ tập đến đầu quân hoặc là có lý do chính nghĩa thì được ủng hộ vũ trì trì bị nguyên thiên hạn chất vấn thì lập tức gia tăng chiến đấu nhưng đáng tiếc là hiệu quả quá nhỏ mà đối với việc trảm mộng quân xuất hiện ở trong hàng ngũ của Tạ Đan Quỳnh, Nguyên Thiên hạn cực kỳ tức giận, sai người gọi Mộc Thương Lan đến mắng cho một trận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chuyện này nếu không có Mộc Thương Lan xuất lực, hơn nữa còn là ra đại lực thì trảm mộng quân vô luận như thế nào cũng không có thể toàn quân chạy sang hàng ngũ địch nhân được. Mộc Thương Lan ở trong chuyện này rõ ràng là có tư thông với địch, ngay cả là vì giao tình trước kia thì cũng không nên làm như thế, quả thật không phải là việc thần tử nên làm mà hôm nay Mộc Thương Lan cũng là có khổ mà nói không ra lời, thế sự khó lường, diễn biển quả như vậy, ban đầu khi cứu Trảm Mộng Quân, có người nào nghĩ rằng Tạ Đan Quỳnh sau khi có được những người này, chẳng những không có bởi vì đại lượng nhân khẩu gia nhập mà biến thành gánh nặng, hơn nữa còn đem Trảm Mộng Quân toàn bộ thu cho mình dùng. Hôm nay còn lấy những người này làm chủ lực đứng lên tạo phản. Hôm nay ván đã đóng thuyền, định cục nhất định, Tạ Đan Quỳnh lại đem phản kỳ dựng lên, công khai đối kháng Mặc Vân Thiên Thiên đỉnh cái này quả nhiên là thần tiên cũng không cách nào dự liệu được. Mà kể từ đó, vô luận nói như thế nào, kết quả chính là Mộc Thương Lan thật sự phải gánh lấy tội danh này. Sự thật như thế, bất kỳ sự giải thích nào cũng là vô dụng. Nguyên Thiên Hạn nộ khí bạo phát, mắng to nhưng rốt cục vẫn không bỏ được, mà đem người bạn cũ và cựu thần tử này một cái tát đánh chết, mà đem binh quyền của Mạc Vân Thiên quân đội toàn bộ chuyển giao cho Vũ Chỉ Trì, sau này không cho phép hắn hỏi tới bất kỳ quân vụ chính vụ nào. Triệt đầu triệt đuôi quăng để đó không dùng nữa cái này cơ hồ chẳng khác gì là đem Mộc Thương Lan bãi qua làm dân. Mộc Thương Lan bên này, quan quân dưới trướng rối rít kháng nghị nhưng sự thật rõ mồn một trước mắt, vô luận là dụng tâm như thế nào thì kết quả chính là như thế. Nguyên Thiên Hạn thờ ơ, cuối cùng, quân đội toàn bộ thuộc về Vũ Chỉ Chỉ đại quyền tự cầm giữ. Vũ Chỉ Chỉ dương dương đắc ý, hăng hái, vênh mặt hất hàm sai khiến, điều động binh mã, toàn lực tiễu trừ tạ đan quỳnh. Bị lệnh cưỡng chế bể môn, Mộc Thương Lan nhiều lần tự định giá thấy mình đúng là vẫn còn không đủ ngoan độc hạ quyết tâm thật sự cùng nguyên thiên hạn trở mặt thành thù mặc dù lực ảnh hưởng của hắn vẫn tồn tại vẫn đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn thể lực của mình bị ngày ngày chèn ép từng tâm phúc ái tướng bị di rời đi đối với cái này mộc thương lan thở dài thổn thức không dứt chẳng lẽ thật sự muốn ép ta đi lên một bước kia sao nhưng một bước kia tội ác tày trời ta vẫn không thể dễ dàng đi lên mỗi một ngày đều có tâm phúc thuộc cấp đầy máu đến đây cáo từ lệ rơi chia tay. Đối mặt với ánh mắt các huynh đệ trong dĩ vãng kia, Mộc Thương Lan đau lòng như cắt mà đành nhắm mắt không nói gì. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ta không thể, thật không thể. Phản tặc, ta không thể làm, không cam lòng. Vũ Trì chỉ, chỉ một lớp hành động này, cả thảy điều động đại quân chia làm 10 đường với tổng cộng hơn 700 vạn quân, cường thế tiểu trừ tạ đan quỳnh, ý đồ một lần là xong. Ở trong khoảng thời gian này toàn bộ phương vị bị đả kích, địa bàn của tạ đan quỳnh lần lượt bị thu nhỏ lại, tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Ở dưới hình thức cực hạn áp bách này, Tạ Đan Quỳnh rốt cục khó có thể chịu được, quyết định bí quá hóa liều chọn lựa thủ đoạn cực đoan giống như trước. Tạ Đan Quỳnh rốt cục mở ra thủ đoạn bí mật cuối cùng của mình, đó là khi hắn một lần bị đẩy vào tuyệt cảnh, thật bất ngờ tại một chỗ thượng cổ mật địa phát hiện ra một loại phương pháp tên là Trúng thần tá lực rất đặc dị. Lợi dụng loại đặc dị công pháp này, hắn có thể lấy ra lực lượng của nhiều vị thánh nhân, khác rót vào thân thể của mình, để cho người thừa nhận tu vi ở thời gian cực ngắn chợt tăng lên mười mấy lần loại công pháp này tác dụng cố nhiên cường đại nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng bá đạo người thừa nhận mặc dù có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều nhưng lại không phải là vĩnh cửu nếu không đó không phải là bí pháp mà là thần thoại rồi tác dụng phụ chính là sau mỗi một lần thi triển đều phải làm cho tất cả lực lượng mượn được ở trong một lần chiến đấu hoàn toàn hoàn toàn phát tiết ra ngoài chỉ cần không cẩn thận lưu lại mảy may cũng sẽ bị công pháp này tại thời điểm tan đi trong nháy mắt mãnh liệt cắn trả, công thể nghịch sông lên, nổ tung tự thân công lực, trong nháy mắt tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Đây không thể nghi ngờ là một môn thượng cổ cấm thuật vô cùng tà môn, nhưng tạ đan quỳnh, bị buộc đến trình độ như vậy nên cũng không kiêng kỵ cái gì nữa, mà ngang nhiên phát động chiêu này. Hơn nữa, không chỉ phát động một lần, y theo bí pháp này, tạ đan quỳnh gom lại 3.000 tên siêu cấp cao thủ, từ những người này tạo thành một mũi đao nhọn thanh thế không thể địch nổi mỗi một lần chiến đều là tạ đan quỳnh dẫn dắt 500 người trong đó, dẫn đầu vọt vào trận địa địch, áp dụng chiến thuật đục mặc, mà hai 500 siêu cấp cao thủ kia chính là đối tượng để tạ đan quỳnh thi triển, chúng thần tá lực, 500 siêu cấp cao thủ được tạ đan quỳnh đầu tàu gương mẫu, giống như phong ma cường thế từ trận tiền địch nhân giết ra một cái đường máu sau đó lại, từ bên kia lần nữa đục lại, đập vào mắt chứng kiến lại là một cái đường máu khác. Mỗi khi xung trận, chỉ thấy được phô thiên cái địa quỳnh hoa, bay múa mang theo huyết quang giống như cuồng phong bạo vũ tràn ngập thiên địa. Trải qua chiến thuật này, mặc dù bên Tạ Đan Quỳnh cao thủ đội ngũ cũng đã vô lực tái chiến, nhưng đối với bên bộ đội gặp phải công, kích như vậy cơ bản là chiến tâm hỏng mất, trận hình tan rã. Tạ Đan Quỳnh bên này liền cho đại quân che trời giết đi qua, tựa như dê như trở bàn tay. Đối với chiến thuật này của Tạ Đan Quỳnh, bên đối phương hoàn toàn không biết gì nên vũ chỉ chỉ cùng với chúng tướng dưới trướng hoàn toàn thúc thủ vô sách chúng thần tá lực, lai lịch của nó những người này tự nhiên là không biết. Thứ hai, mọi người mặc dù cũng đều có chút thủ đoạn liều mạng tỉ như Linh Nguyên, giải thể đại pháp, tự hủy sụp đổ phá đại pháp các loại. Vân vân nhưng chỉ cần không phải bị vây đến sống chết trước mắt, thì người nào lại thật thà liều mạng như vậy đây? Vũ Trì chỉ là người quý trọng tánh mạng, nên tự nhiên là sẽ không làm việc ngốc như vậy. Về phần thủ hạ tướng quân của Mộc Thương Lan, mặc dù người người đều có huyết khí chi dũng, không tiếc đánh một trận nhưng hôm nay đang ở dưới trướng Vũ Trì Trì, ai nấy bản thân cũng đã cực kỳ không thoải mái cùng không cam lòng người của hắn cũng không chịu liều mạng chúng ta tại sao phải liều mạng đối phó với đồng đội cũ là trảm mộng quân thật coi chúng ta đồ ngu sao sau khi tạ đan quỳnh vứt mạng liều chết tình thế cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại nhưng mọi người trong lòng cũng hiểu thủ đoạn liều mạng có lẽ nhất thời hữu dụng hơn nữa là thánh nhân cao thủ liều mạng đó là tuyệt đối hữu dụng hiệu quả rất cao nhưng cái này thủy chung không phải là kể lâu dài sự tình một khi phát triển đến trình độ tạ đan quỳnh không thể chống đỡ được nữa Lúc đó thiên binh các mới vừa phát triển lớn mạnh vân sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù biết rõ kết quả như thế và đã có thể dự trù, nhưng tạ đan quỳnh bên này cũng không làm gì được. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Trong khoảng thời gian này, trừ các đại thiên địa mở rộng vô hạn đuổi giết và mặc vân thiên, đại quân quy mô thanh thế to lớn bình định ra còn có chuyên tỉnh khác lặng lẽ, mà cao hứng. Sự kiện này mới tránh thức mang đến cho cửu trọng thiên khuyết sự kinh khủng nhất, không là khủng hoảng cùng tai nạn nhất. Đó chính là, vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết lại thật sự xâm lấn rồi. Ở các trong trời đất cũng lục tục xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói thật ra, lúc vừa bắt đầu cũng không ai quá mức chú ý đến những thứ này. Dù sao, cửu trọng thiên khuyết diện tích lãnh thổ thật sự quá lớn, mà những nơi bị thiên ma tàn sát căn bản cũng rất xa. Tin tức hết sức bể tắc, căn bản là truyền không ra được. Nhưng, theo thời gian càng ngày càng dài, tin tức tương quan tích lũy càng nhiều, rốt cục đưa tới việc phía chính phủ coi trọng mà triển khai điều tra, vừa điều tra thì trong nháy mắt đã đưa tới sự khủng hoảng. Đập vào mắt có thể thấy được, mắt thấy một cái thôn hoặc là một cái trấn bị tàn sát hoàn toàn, tất cả mọi người giờ phút này đều đã đột nhiên biến thành xương trắng, sinh cơ hoàn toàn không có, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng thành màu đen nhánh, vừa chạm vào liền vỡ thành cho tàn khiến mọi người nhìn thấy đều trong lòng nặng trịch. Tất cả mọi người ý thức được, ma họa, đã tới rồi, có nhiều chỗ, đã có người có thế lực bắt đầu tự phát tổ chức tiễu trừ thiên ma nhưng kết quả lại là hoàn toàn không có thu hoạch ngược lại dấu vết của thiên ma tàn sát bừa bãi càng ngày càng lớn lối càng ngày càng không chút kiên kỵ trong lúc nhất thời cả thiên khuyết tin đồn nổi lên bốn phía thượng cổ thiên tai tái nhập vực ngoại thiên ma thật sự xâm lấn rồi ngày đó ta tận mắt nhìn thấy nơi bị tàn sát bừa bãi cảnh tượng quá thê thảm mịt mờ ngàn dặm thảm không nói nổi ai nghe nói xung quanh thành thị chúng ta cũng đã xuất hiện tung tích của thiên ma rồi xem ra kiếp nạn của cửu trọng thiên khuyết rốt cục lần nữa đến rồi không biết quan phủ thiên đình lúc nào mở rộng hành động diệt ma đây cứ phải lo lắng đề phòng như vậy sao sống được đây chính là như vậy thiên ma một ngày chưa trừ diệt một ngày trong lòng bất an tại cửu trọng thiên khuyết cơ hồ tuyệt đại đa số địa phương đều đang truyền lưu một loại ngôn luận như vậy có người thậm chí còn miêu tả rất chi tiết như thể tận mắt nhìn thấy vậy các nơi quan phủ tất cả cũng rối rít hướng về hoàng đô trình báo. Bổn địa xuất hiện ma tung, phải làm như thế nào đây? Tại cửu trọng thiên khuyết, hiện tại nào là người bị các loại đuổi giết, các loại tiểu trừ, các loại ma hoạn, các loại làm phản, làm cho tình thế hoàn toàn biến thành hỗn loạn, như nồi cháo sôi. Hơn nữa còn là nồi cháo sôi hồ đồ. Chương 2213, lão công lão bà nhạc phụ nhạc mẫu. Ở cửu trọng thiên đại lục xa xôi, thượng tam thiên, chấp pháp thành, Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu vẻ mặt im lặng nhìn tiểu bé con trước mặt, mà hai vợ chồng trên mặt đều có chút quấn quýt kinh luyện. Cái trắng ngần tiểu tử này thật sự quá chọc người đi nhưng là, da mặt này làm sao so sánh với cha của hắn còn dày hơn đây, làm sao đẻ ra được, làm sao lớn lên được. Đang đứng ở trước mặt hai người là một tiểu hài tử chừng 4 năm tuổi, hắn đang đứng nghiêm, một đôi con ngươi cô lỗ lỗ chuyển động, mang theo vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, nụ cười chân thành khom lưng hành lễ nói, tham kiến nhạc phụ đại nhân, tham kiến nhạc mẫu đại nhân. Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nghe vậy thì đồng thời rên rỉ một tiếng, động tác đều nhịp lấy tay nâng chán. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của nữ nhi bảo bối của mình, Nguyệt Tiểu Điệp, hai vợ chồng đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được ruột thịt xương thịt của mình, làm sao có thể không thương yêu. Tự nhiên muốn vì nữ nhi bảo bối mà tổ chức sinh nhật thật vui vẻ. Vì chuyên này mà hai vợ chồng thậm chí đem tất cả việc giao cho đệ ngũ khinh nhu, sau đó gấp gáp trở về và cự tuyệt bất luận thọ lễ của kẻ nào, chỉ muốn một nhà ba người mang theo hài tử đến thiên luân chi nhạc tận tình du lịch nơi nào nghĩ đến đang lúc người một nhà hòa hòa mỹ mỹ thật vui vẻ chơi đùa thì lại có khách không mời mà đến hơn nữa khách không mời mà đến này lại là một đứa ngay cả hai người mình cũng đắc tội không được đó là con trai của sở dương nói đến đứa con trai bảo bối này của sở dương nguyệt lăng tuyết cùng phong vũ nhu đều nhức đầu thật lòng nhức đầu ban đầu hai người đã từng nói đùa muốn cùng sở dương kết thân ra khi đó hài tử còn chưa ra đời ai biết là nam hay nữ dĩ nhiên là cười giỡn nói một câu mà thôi. Nhưng tiểu tử này lại tin là thật, hay hoặc là hắn cố tình tin là thật. Trong hai năm nay hắn chỉ cần rảnh rỗi là không ngừng chạy sang đây, chỉ cần trở về nhà bà nội là tất nhiên sẽ thuận đường đi tới Nguyệt Gia một lần. Hơn nữa, mở miệng một tiếng nhạc phụ đại nhân, mở miệng một tiếng nhạc mâu đại nhân, mở miệng một tiếng lão bà của ta. Điều này làm cho Nguyệt Lăng Tuyết cùng phong vũ như cơ hồ hỏng mất. Đây chính là lời ban đầu đại nhân các ngươi nói mà, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, tiểu điệp mà chính là lão bà của ta. Đại nhân các ngươi nói rồi cũng không thể không tính toán gì hết a. À. Khi tiểu tử này lần đầu tiên nói những lời này, Phong Vũ Nhu chỉ cho rằng trẻ nhỏ nói không cố kỵ, khi đó con gái của mình mới 5-6 tháng mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới tên tiểu tử này liền từ đó quấn quýt chặt lấy, tiểu tử mới 4 năm tuổi lại mở miệng mọt tiếng nhạc phụ nhạc mâu. Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu bị hắn làm cho hỏng mất, Vấn đề là phía sau gia hỏa này còn đi theo quốc sư của hắn là chữ thiên nhai. Khụ khụ. Tiểu thiết dương, ban đầu khi nói chuyện đó thật ra chỉ là đùa một chút mà thôi, không tính toán gì hết. Phong vũ nhu ho khan hai tiếng nói, các ngươi còn nhỏ. Không hiểu chuyên. Vậy thì không được, tại sao có thể không tính toán gì hết đây? Đại nhân vật như các ngươi lời ra há lại như gió, há có thể đổi ý sao? Đối diện, tiểu tử trắng ngần kia lắc đầu liên tục nói, là lão bà của ta rồi, ăn quỵt sao được? Hôm nay là sinh nhật lão bà của ta, ta là đến dự sinh nhật mà. Đây là vương miện hoàng hậu của đế quốc, chính là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho lão bà của ta. Tiểu tử vẻ mặt chân thành nói, nếu đã là lão bà của ta, sau này nhất định sẽ là hoàng hậu. Về phần những phi tử kia, khẳng định là sẽ không có được đài ngộ này, đây cũng là thứ tốt độc nhất. Nguyệt lăng tuyết vào phong vũ nhu vẻ mặt khó hiểu, một chán lửa giận. Suýt nữa sẽ đại bạt tay chào hỏi nói, ngươi nha tiểu vô liêm sỉ, chút ít tuổi như vậy lại muốn có những phi tử khác sao bên kia tiểu la lị đồng dạng như băng tuyết khả ái đã âu một tiếng hai mắt sáng lên nhào tới nói âu âu đây là cấp cho ta hả thật xinh đẹp tiểu tử rụt tay lại nói ai nha hiện tại lại không muốn cho ngươi nữa ba người mẹ ngươi không muốn để ngươi làm vợ ta cái này chỉ vợ ta mới có thể có được thôi âu tiểu la lị đặt mông ngồi dưới đất khóc lên nói ta phải có cái này ta phải có cái này ta thích này ta muốn làm vợ tiểu dương ca ca ta muốn làm vợ tiểu dương ca ca. Ba ba mụ mụ các ngươi nếu không đồng ý ta liền khóc chết ở chỗ này. Ô ô oa oa Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Như con ngươi đều cơ hồ trừng rơi xuống. Hai vợ chồng cũng rõ ràng nghe được cằm của mình nện vào trên mặt đất. Khụ, khụ khụ. Chữ Thiên Nhai rốt cục nói, ta nói, hai người các ngươi còn do dự cái gì? Khó được bọn nhỏ tình đầu ý hợp, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, quần anh tụ hội. Một câu nói làm cho Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, từ nhiều năm qua vốn rất kính trọng chữ thiên nhai nay cũng biến thành khinh bỉ ra hỏa này này ngươi nói nhảm cái gì kia cái gì gọi là khó được bọn nhỏ tình đầu ý hợp hai nhỏ vô tư nói vợ chồng chúng ta hai người giống như là gậy đánh uyên ương vậy nhưng vấn đề là tình đầu ý hợp bọn nhỏ mới chỉ có hai ba tuổi bốn năm tuổi mà thôi bọn chúng hiểu được cái gì coi như là thanh mai trúc mã vậy cũng phải quá mấy năm nữa mới định đoạt được chữ thiên nhai ngươi sống mấy vạn năm rồi sống lâu quá nên đầu hỏng rồi sao loại lời nói chẳng biết xấu hổ này mà ngươi cũng nói được sao? Mặt sát lương tâm nói chuyên rất vui vẻ phải không? Ừ. Nhưng nên nhìn xem sau này duyên phận ra sao? Nguyệt lăng tuyết khó khăn lắm mới nặn ra được một câu còn phong vũ nhu, lại mang theo vô hạn khinh bỉ nhìn chữ thiên nhai một cái. Nhất thời làm cho vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này mặt đỏ thẫm suy nghĩ, mới vừa rồi những lời đó thật sự là có chút mặt sát lương tâm, vấn tâm có thẹn. Trải qua sự cho phép, hai tiểu tử này cũng mặc kệ chuyên xa xôi mà cũng mặt mày hớn hở bám lấy nhau. Lão bà, đến đây, ta dẫn ngươi đi nhìn thứ tốt. Lão bà Nga, xem một chút, cái này, xem một chút cái kia. Ách, trời ạ, lão bà ngươi không nên đi tiểu ở trên người của ta nữa. Cứ mạng A, Nguyệt Lăng Tuyết cùng phong vũ nhu miệng oai mắt tà. Không nghĩ tới nữ nhi của mình, lúc này mới hai tuổi lại biến thành lão bà của người ta. Nha, sau này nhìn thấy sở dương, Cần phải hỏi một câu, ngươi giáo dục hài tử ngươi như thế nào? Sao lại đem con ngươi dạy thành yêu nghiệt như thế, người ta là anh hùng hảo hán, ngươi là phong lưu với hậu cung phi tần, quá xấu đi. Sở Dương tự nhiên không biết, con của mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục xa xôi lại làm ra chuyên kinh thiên động địa, như thể vì hắn bây giờ đang lâm vào một mảnh bề đầu sức chán nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên chuyện này thật ra dường như cũng không có gì quá phiền lòng, thiên binh các thực lực phát triển không ngừng, đầu người càng ngày càng nhiều hơn, cơ hồ là lấy thái độ của quả cầu tuyết nhanh chóng lớn mạnh mà theo linh dược được sản xuất, hơn nữa với sự huấn luyện tàn khốc, mỗi một ngày dặm, nhân số đột phá cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói như vậy, hiện tại trên tay Sở Dương lúc này có mấy trăm vạn nhân mã, coi như là hiện tại kéo đến Thiên Ma chiến trường, cũng có thể có thực lực tương đối rồi. Mặc dù so với Thiên Ma cao thủ thì dường như vẫn không bằng nhưng muốn đối phó với một chút Thiên Ma quân đội bình thường thì cho dù không phải là ổn thắng thì cũng là nắm chắc, nhưng yêu cầu của Sở Dương chính là phải thắng dễ như trở bàn tay cho nên, bây giờ đối với thực lực tiến độ vẫn còn tỏ vẻ không hài lòng, vẫn một mực thúc giục huấn luyện. Mà chuyên để cho hắn nhất nhức đầu nhất chính là bốn nữ nhân kia. Kể tỏ khi mặc khinh vũ tới đây, mấy người phụ nhân này xảy ra minh tranh ám đấu. Theo sở dương tưởng tượng trước đó, đây là chuyện thật là tốt. Ừ, thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến đã sớm tiếp nhận nhau, hơn nữa còn sớm nhất kết thành đồng minh công thủ. Tối trọng yểu là hai nàng cũng rất đại độ cũng rất hiểu chuyên. Ngoài ra, còn có một chút trọng yếu hơn là hai nàng lúc trước đã từng thương lượng qua việc muốn nhận vào tỉ muội mới. Bởi vì hai nàng có một loại cảm giác không thể chịu được việc bị Sở Dương thảo phạt. Gia hỏa này chính là một con súc vật, mà Khinh Vũ trời xanh thông tuệ, tuổi tuy nhỏ nhưng cũng rất thông minh, đối với mình luôn luôn là ngàn theo trăm thuận, tin tưởng chắc là không biết ghen. Về phần tử tà tỉnh đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không để ý đến những chuyện này. Từ những suy nghĩ đó làm cho Sở Ngự tọa, trong lòng có ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, thậm chí hắn cũng bắt đầu tính toán làm sao để cho chúng nữ bắt đầu thị tẩm hắn. Mỗi lần nghĩ đến sự sung sướng mà sở dương lại phát ra một trận cười như, dạ lang trung nguyệt, rất có điểm của kẻ ngu. Nhưng, một chuyện vô tình làm cho mộng đẹp của sở dương hoàn toàn bị phá vỡ. Nữ nhân, Thủy Trung là nữ nhân, làm sao có thể có không ăn dấm đây, ghen vốn là thiên phú của nữ nhân, cùng sự hâm mộ và đố kỵ tuyệt sẽ không thiểu. Đây là chân lý, thực tế làm cho sở dương chân chính thấy được, bất kể nữ nhân tình cảm với nhau tốt như thế nào, lúc bình thường, tỉ tỉ muội muội gọi rất thân mật nhưng chỉ cần một khi đối mặt với vấn đề tình yêu, thì nữ nhân nào mà không ăn dấm chứ? Nữ nhân không ăn dấm ở cõi đời này tuyệt đối là không có. Hay hoặc là nói nhất định không tồn tại. Nữ nhân không ăn dấm là một ngụy mệnh đề. Khi ban đầu gặp mặt, sau một phen vui mừng, Mạc Khinh Vũ mơ hồ lộ ra chút ít thương tâm địch ý mà Thiết Bổ Thiên, cùng Ô Thiến Thiến lại lộ ra sự đề phòng rất rõ ràng. Tử tà tình ngoài mặt tỏ vẻ không có gì liên quan đến mình, nhìn có chút hả hê nhưng loại phong phạm cao cao tại thượng đại tỷ làm sao cũng không chịu để xuống. Tỷ như lần này cùng nhau ăn, ha ha a, Tử tỷ tỷ ngươi nên ăn nhiều hơn một chút thịt, nếu là quá gầy thì sở dương sẽ không thích đâu. Mà Khinh Vũ híp đôi mắt to rất ân cần gắp một miếng thịt đưa qua nói, đúng vậy a, à, Tử tỷ tỷ làm sao cũng nên như Khinh Vũ ấy, phải đầy đặn mới coi là hợp lệ. Ô Thiến Thiến ôn nhu nói muốn mập làm gì, nếu thật sự biến thành con heo nhỏ, đầy đặn qua đầu. Chẳng phải muốn cùng như thiền thiền bận rộn giảm cân sao. Tử tà tình cười giỡn, ngay cả ô thiến thiến cũng công kích. Ta bên này ngày ngày loay hoay chân không chạm đất, ăn nhiều cũng mập không. Nổi, chân chính là buồn cho người mà thôi. Thiết bổ thiên ưu nhã nhấp một ngụm rượu nói rồi ha hả cười một tiếng. Mà khinh vũ cùng ô thiến thiến đồng thời tức đến sắc mặt đỏ bừng. chương 2214, Sở Dương phiền muộn, phàm loại chuyện này dường như bình thường mà kỳ thực lại vô cùng không bình thường bốn nàng ngoài mặt hòa hợp êm thấm người mạnh khỏe ta cũng tốt nhưng trên thực tế là đả kích ngấm ngầm hay công khai ùn ùn từ dáng ngoài khí chất tu vi thân cao thể trọng các phương diện đều cạnh tranh hay đả kích những người khác qua đó hiển lộ rõ ràng mình từ lông mày ánh mắt kiểu tóc chất tóc khí chất lỗ mũi lỗ tai vành tai da cái miệng nhỏ nhắn màu da, cổ, bả vai, bộ ngực, eo ếch, cái mông. Mãi cho đến chân vân vân, tỉ mỉ các phương diện đều ganh đua so sánh. Đả kích, bao gồm người nào bả vai đẹp mắt nhất, tất cả đều có thể đưa ra căn cứ chính xác, nói có sách, mách có chứng, biện luận không nghỉ. Thường thường ầm ý đến cuối cùng lại kéo sở dương tới phân xử. Sở dương người nói một chút, có phải đạo lý là như vậy hay không? Sở dương người nói một chút, có phải cái dạng kia hay không? Có đúng hay không? Một không sai chứ, Mỗi khi như vậy, Sở Dương chính là đầu đầy đổ mồ hôi ho khan, tội nghiệp đưa ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt môi người mà như, đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than. Có thể nói như thế nào a? À? Tán Dương một người khẳng định là sẽ đắc tội với ba người kia, trước mắt bốn người này ai cũng không dám đắc tội a, à? vạn bất đắc dĩ, Sở Dương vô kế không thể làm gì khác hơn là gãy ra đầu nói, khụ, khụ khụ, khụ hừ khụ hừ, nữ nhân thật là đáng sợ chỉ là mấy người phụ nhân tranh giành tình nhân mà từng cái khuôn mặt ôn nhu nhìn mình. Trong ánh mắt mỹ lệ sâu trong con ngươi lấp lóe hàn quang lạnh lẽo, từng đôi mắt đều không tiếng động nói, ngươi dám nói ta là xấu, là không đúng, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi. Sở Dương đầu lớn như cái đấu, thân thể run rẩy, không biết nên làm như thế nào. Thương Thiên kia, đại địa a, à, cứu mạng a. À. Sở Dương trong lòng ở kêu rên, đem tâm sự toàn bộ quy kết cho ba chữ cuối cùng kia. Trước kia làm sao ta lại không có phát hiện ra mấy cô bé con này? đáng sợ như vậy đây. Nếu là một người trong đó mặc vào quần áo mới, tất nhiên sẽ có ba người kia sách sách luôn miệng than thở. Nha, sở dương ngươi nhìn xem, thiền thiền hôm nay thật xinh đẹp có phải hay không? So với ta xinh đẹp hơn sao? Chính là như vậy, thiền thiền tỷ hôm nay là quốc sắc thiên hương, mấy người chúng ta là dòng chi tục phấn có phải hay không? Ngươi nói sở dương nên trả lời thế nào? Gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không được, hết lần này tới lần khác không nói lời nào cũng không được. Làm sao thể ngươi câm hạ? nói mau đi. Chính là như vậy, cứ đúng sự thật mà nói. Chúng ta không để ý đâu. Chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Chính là chính là. Sở dương trong lòng ở kêu rên, ta nếu thật tin các ngươi, kia mới là thấy quỷ. Thà rằng tin tưởng cõi đời này có quỷ chứ cũng không có thể tin tưởng các nữ nhân này, há mồm nha. Bất quá những thứ này vẫn chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, chân chính muốn chết vẫn còn là vào thời gian lúc tối. Sở dương, tối nay ngươi đi theo theo hai vị tỷ tỷ đi, ta có chút mệt mỏi. Sở Dương, ngươi tối nay đi theo Khinh Vũ hảo hảo hàn huyên một chút đi. Các ngươi đã lâu không gặp rồi, đi 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 đi. Chính là như vậy, Sở Dương ngươi nghe ta đi. Ôn Nhu như thể, chân thành với nhau mà suy nghĩ như thế cho nên Sở Ngự tọa, vào buổi tối chính là rất bi thúc ngồi dưới gốc cây nhìn trăng sáng, mà thở dài thở ngắn. Chân chính là cũng không dám đi a. À. Cuộc sống này thật lòng là không có cách nào qua được. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, buồn rầu chí cực nói, sau khi mặc Khinh Vũ tới, Sở Dương còn đang ôm mộng đẹp, trong khoảng thời gian này thật lâu rồi không có bữa nào no nê, lúc này cuối cùng có thể ăn no một lần rồi. Nơi nào nghĩ đến lại là ngay cả nửa bữa cũng không có, thành ra ngày ngày đói bụng, mắt thấy ai nấy cũng là người nghiêng nước nghiêng thành, rung động lòng người tuyệt sắc giai nhân vấn đề là ăn không được. Cuộc sống như vậy, như thế liên tục qua mấy tháng, Sở Dương cơ hồ đã muốn nổ tung rồi, mà mấy người phụ nhân kia vẫn còn không ngừng tranh đấu. Tu vi, ta muốn khổ luyện, vượt qua ngươi, trang phục ta muốn vượt qua ngươi năng lực xử lý công việc ta một điểm cũng không thể kém ngươi được những phương diện khác ta cũng muốn mạnh hơn ngươi loại minh tranh ám đấu này làm cho sở dương nhức đầu cực kỳ duy nhất lựa chọn cũng chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền nên hắn liền đến trại huấn luyện ngày ngày coi tự mình muốn chết mà đi huấn luyện ít nhất sẽ không đến mức khổ cực như vậy hết lần này tới lần khác làm cho hắn phát không nổi hỏa khí là bốn nàng mặc dù tranh đấu nhưng với nhau lại có tình cảm thật sự rất tốt chỉ cần sở dương không ở bên cạnh là mọi người lập tức biến hóa nhanh chóng biến thành hào tỉ muội không có gì phải giấu nhau nhưng chỉ cần sở dương ở chỗ này như vậy mùi vị cũng tức thì thành khẩn trương đây rốt cuộc là chuyên gì sở ngự tọa tự nhận mình cũng coi như là thông minh tuyệt đỉnh bất kể là tâm tư hay võ công đều là nhất lưu nhưng đối với tình huống trước mắt thì vẫn thúc thủ vô sách hết đường xoay sở không thể làm gì đúng lúc miêu nị nị mang theo miêu tộc cao thủ chạy tới gia nhập liên minh nghe nói về quân cảnh của sở dương mà suy nghĩ kế cho sở dương đánh nhàm từng người mà đánh gậy gộc làm ra hiếu tử gậy gộc làm ra hiền thê miêu nị nị sáu sợi dâu mép hưng phấn lay động liều mạng đưa ra chủ ý thiêu thối này gia hỏa này hiển nhiên đối với việc lúc ấy sở dương hãm hại hắn mà vân còn đang canh cánh trong lòng hôm nay có được cơ hội hắn còn không hết sức hủy người sao bạn đang đọc chuyện tại sở dương bỉ di liếc hắn một cái nói ngài loại tiên thiên tính cách sợ lão bà như ngươi lại còn dám có chú ý như vậy. Ngươi sao không đi đánh Miêu tiểu lại đi? Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư nghĩ kê nói, ngự tọa đại nhân hoặc là có thể đi theo các nàng nhiều hơn, tán tỉnh giải sầu, trò chuyện, liệt nữ sợ triền lang. Tục Ngữ còn nói, chân thành tới kiên định. Tục Ngữ còn nói, nữ nhân cần bám theo, Tục Ngữ còn nói, nữ nhân dụ dỗ là được, Tục Ngữ còn nói qua, nữ nhân là cần được cưng chiều. Sở Dương rất không khách khí giơ lên một ngón tay giữa nói, ngươi nói những thứ tục ngữ này đúng là một cái rắm kiếp nạn thần hồn tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống nghĩ kế cho sở dương nói tiểu tổ tông thật ra thì cái vấn đề này rất dễ giải quyết mấu chốt là ngươi chưa chân chính cùng gì kia với những nàng kia chỉ cần ngươi thành công đem các nàng cũng tập trung ở trên một cái giường ngươi nhà mau cút đi cho ta sở dương chỉ một ngón tay ra cửa nói kiếp nạn thần hồn tức thì chạy chối chết đạo lý dễ hiểu như vậy sở dương há có thể không biết nhưng lấy tình huống bây giờ đem bốn nữ nhân này lên trên một cái giường cái ý nghĩ này rất mỹ diệu nhưng là thật sự quá khó thực hiện đi làm như vậy thì kết quả duy nhất chính là cái giường này coi như làm bằng tinh thần cương thì cũng trong nháy mắt đổ sụp sở dương chỉ cảm giác tóc mình như bạc đi mấy sợi lão bà nhiều mà lại còn có nửa số người vẫn chưa đụng vào được điều này thật sự là một chuyên rất hao tổn tâm trí một đêm này sở ngự tọa đại nhân thật sự là không nhịn được lúc nửa đêm phát huy siêu phàm thoát tục khinh thân công phu thừa dịp đêm đen không trăng sao tiềm nhập vào phòng thiết bổ thiên, chuẩn bị cùng nữ hoàng bệ hạ tham thảo một chút về nhân luân đại sự, nếu như vận khí tốt thì hoặc là có thể sinh thêm cho tiểu thiết dương một đệ đệ hay muội muội và vân vân. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ước mơ của mình trước kia nay lại hiện ra ở trước mắt mình. Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến bốn mỹ nữ đang ở trên giường Thiết Bổ Thiên dạ đàm. Bốn mỹ nhân cùng giường, nguyện vọng này rốt cục sắp thực hiện được rồi. Chỉ bất quá, suy nghĩ kia của sở ngự tọa căn bản là không có chân chính thành hiện thực sự thật là một đêm này mỗ diêm vương bị bốn người liên thủ đánh cho một trận cơ hồ là đầu heo chật vật chạy trốn phía sau vẫn chuyển đến thanh âm bốn nàng cười duyên còn sở dương bi thúc không dứt người nói các ngươi tình cảm với nhau tốt như vậy nhưng lại phải ở trước mặt ta đánh ghen không cho ta đụng vào tâm lý nữ nhân thật là khó có thể lần được thật ra thì đây là một câu nói nhảm tiêu chuẩn cho dù là bậc trí giả bậc nhất cũng sẽ không suy đoán được lòng của phụ nữ. Như thế liên tục 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Đã qua, sở dương từ đầu tới đuôi cũng chỉ bắt được một lần cơ hội, ăn trộm ô thiển thiển một hồi. Hơn nữa, ngày thứ hai ô thiến thiến đã bị tam nữ kia hợp nhau tấn công, suýt nữa ngượng đến ngất đi. Có vết xe đổ phía trước, thiết bổ thiên đối với sở dương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà khinh vũ cũng như thế. Tử tà tình thì càng không rồi, chỉ cần Sở Dương dám tới đây, đại tỷ nàng dám tiếp, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là Sở Dương được đánh thắng nàng, vấn đề cũng là Sở Dương có thể sao? Kết quả là, Sở Dương như nổi điên luyện công, trở ngại lớn nhất là Tử Tà Tình, phải nhanh chóng bắt lại, về phần Mạc Khinh Vũ, nói thật, hiện tại Sở Dương thật tâm không muốn ăn ngay. Mạc Khinh Vũ giống như là một giấc mộng đẹp nhất trong lòng Sở Dương, chỉ có thể lặng lặng nhìn ngắm, một khi bị bể nát, giấc mộng sẽ không còn lãng mạn nữa cho nên sở dương quyết định muốn trước bắt được tử tà tỉnh đã, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ chính là. Thủ đoạn vô lại của tử tà tỉnh quá sắc bén, sắc bén tới cực điểm, chiêu này vừa ra, sở dương vốn cũng không phải là đối thủ, thường thường bị một cái ưỡn ngực làm cho mất hết thượng phong, và sở dương trong nháy mắt biến thành bị đánh. Sở dương vô số lần sưng mặt sưng mũi từ trong viện nổi giận đùng đùng đi ra, cước bộ trong gió bỏ đi. Hắn hiện tại có một loại suy nghĩ mãnh liệt, thật muốn đem tất cả thiên địa huyền hoàng quả còn lại ăn hết, sau đó đem tử tà tình hoàn toàn áp chế, làm cho nàng không có cơ hội, không có đường sống thi triển cái vô lại đại chiêu chết tiệt kia. Đáng tiếc chính là, thiên địa huyền hoàng quả mỗi người chỉ có thể ăn một quả mà thôi, hơn nữa hiện tại đã không còn nhiều nữa. Trừ số để lại cho các vị huynh đệ mỗi người một quả ra, trước mắt đã không có mấy. Sở dương không muốn lãng phí ở trên người mình, mình lúc trước đã ăn một quả, ăn nhiều có tác dụng gì đâu, cho nên, sở dương không khỏi nổi lên chú ý đến một ít trái cây màu đen kia. Trái cây màu đen tổng cộng chỉ có 5 quả. Nó không có bất kỳ mùi thơm nào, không có gì đặc biệt, cũng chỉ có bộ dạng tròn căn, tựa như một quả mận màu đen vậy. Nhưng sở dương lại biết, trái cây màu đen này không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa uy năng chỉ sợ còn nhiều hơn thiên địa huyền hoàng quả, bởi vì, mấy trăm quả thiên địa huyền hoàng quả, chẳng qua là bày đặt phía bên ngoài, nhưng năm trái cây này lại đặt ở vị trí trọng yếu. Tận cùng bên trong, vị đại năng kia khi tặng trái cây nếu ăn bài, như vậy thì làm sao lại có thể không có một tầng hàm nghĩa nào đó. Chương 2215, thần kiếm rèn luyện. Người nào lại đem một gốc nhân sâm mấy trăm vạn năm để ở bên ngoài và đem một gốc bỏ vô giá trị đặt ở giữa đông đảo nhân sâm sao? Đây không phải là thiểu não sao, mà người kia giống như là người thiểu não sao? Hiển nhiên là không giống, nếu không phải là như vậy thì trái cây màu đen này tác dụng như thế nào còn phải hỏi sao? Sở Dương hiện tại lo lắng nhất là lấy tu vi của mình trước mắt, có thể bị trái cây màu đen này làm nổ tung hay không đây? cái suy nghĩ này tuyệt đối là vô cùng thực tế, lấy suy đoán của Sở Dương, đối với trái cây kia thì uy năng trong đó vô cùng có khả năng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn so với Thiên Địa Huyền Hoàng quả, mình trước mắt mặc dù đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, còn có cửu trọng thiên thần công làm phụ, nhưng vẫn chưa chắc có thể chịu được. Một khi nếm thử thất bại, hậu quả cũng không phải là nói giỡn. Còn có nữa chính là, hiện tại tu vi của mình tiến cảnh thật sự quá là nhanh chút ít, rất cần thiết củng cố đã, cho nên lúc này mới liều mạng hành hạ mình không chỉ là mình như thế, ngay cả đám người tử tà tình, mà khinh vũ, đàm đàm cũng không có ai không phải là như thế. Nếu tại lúc này tùy tiện phục dụng trái cây màu đen kia, vạn nhất nếu đem cảnh giới thoáng cái sông tới. Kết quả như thế nào cho phải đây, đi tới dễ dàng, nhưng rút lui lại là chuyện căn bản không thể nào. Nếu là nói như vậy, trong đời mình không còn cơ hội sửa chữa sai lầm, cho nên sở dương trong lòng, thật sự là vô cùng quấn quýt như thế liên tiếp mấy tháng thời gian, Sở Dương cơ hồ hoàn toàn chính là không ngủ không nghỉ ngâm mình ở trên sân huấn luyện, ngự tọa đại nhân trong khoảng thời gian này điên cuồng tôi luyện làm cho thiên binh các, trên dưới tất cả cao tầng cũng khiếp sợ không dứt và không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo đám mộng vô nhai bắt đầu đối luyện. Lúc mới bắt đầu, Sở Dương vẫn chỉ là đan đả độc đấu. Đừng xem Sở Dương tu vi chẳng qua là thánh nhân sơ cấp, mộng vô nhai đã đột phá tăng lên tới thánh nhân trung cấp, nhưng nếu không phải hắn có vài chục vạn năm đanh đá chuông hoa kinh nghiệm, thì chưa chắc đã có thể ứng phó được với Sở Dương. Bất quá cũng chính bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên mấy ngày đầu thật đúng là đem Sở Dương thao luyện cho mấy lần, nhưng qua vài ngày sau, Mộng Vô Nhai đã bị Sở Dương thu được thập không sai biệt lắm. Mộng Vô Nhai là ai, vừa xem tình hình không đúng, vội vàng dừng tay. Thao luyện người rất thoải mái nhưng bị người thao luyện thì cũng rất khó chịu, Sở Dương rất sung sướng, một người sợ không phải đối thủ, không sao a, à, vậy thì một versus hai quá đi. Sở Dương trực tiếp lôi kéo Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư vào hai đại thánh nhân ra lực quả nhiên trong nháy mắt đè sở dương xuống sở ngự tọa lần nữa bị thao luyện đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tầy gang chưa đến hai ngày hai đại thánh nhân lại ép không được hắn nữa vậy thì lại thêm một người nữa biến thành một đối ba biến hóa như thế cuối cùng trực tiếp là tất cả người cùng tiến lên ngay cả đám thiểm điện xà chưa đạt đến thánh nhân cảnh giới mới là thiên nhân đỉnh núi thực lực cũng bị lôi kéo vào cho đủ nhân số nhưng như vậy vẫn dần dần có vẻ không áp chế nổi sở dương mọi người ai nấy cũng quấn quýt trí cực Người nói chiến lực của sở ngự tọa làm sao lại có thể cực tốc tiêu thăng như vậy. Cùng sở dương đánh một trận rồi, tất cả mọi người cảm giác được mình bước đi mềm nhũn, ánh mắt cũng sẽ xuất hiện ảo ảnh. Chân chính so sánh với tham gia cực hạn huấn luyện còn muốn nặng hơn mười mấy lần. Khi đối mặt với sở dương, quả thực giống như là mình đang cùng một tòa núi lớn chiến đấu vậy. Hơn nữa còn là cái loại núi non hoàn toàn không cách nào dung chuyển được. Đó là một loại cảm giác đánh ra tất cả khí lực, hư thoát nhưng vẫn không thể dung chuyển được. Mặc dù trải qua một ngày chiến đấu, Mỗi người sau khi hư thoát lại phát hiện ra tu vi của mình hơi có tăng trưởng, nhưng bất kể là ai, trong lòng bây giờ không có bao nhiêu mừng rỡ, và không người nào nguyện ý lặp lại quá trình này một lần nữa. Sự đáng sợ như thế nào có thể nghĩ. Người duy nhất vẫn không tin tà, còn kiên trì cùng Sở Dương đối chiến cũng chỉ có Quốc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư. Hiện tại mỗi lần ra hỏa này cũng lên đầu tiên cùng Sở Dương, đối chiến nhưng rốt cục một lần bị Sở Dương hung hăng liên tục mấy trăm cước đá vào mông đít, thì che cái mông bỏ trốn mất dạng từ đó trở đi, hắn coi như là hoàn toàn phai nhạt tâm tư muốn cùng Sở Dương tranh hùng đấu thắng. Dùng lời của hắn nói chính là, chiến bại không sao cả, người nào cả đời không có bại chứ, cái này không có gì, ngay cả là lũ chiến lũ bại ta cũng không coi vào đâu, nhưng giống như Sở Ngự tọa vậy, đặc biệt có đả pháp đối với cái mông người khác, lão phu thật sự là chịu không được, loại thủ đoạn này thật sự là quá bị ổi đi. Mà Đường Gia Thiểu trụ ở một bên, rất là thích thú nói một câu, ba dẹp không bằng một tròn. Kết quả là Lý Quan Ngư hoàn toàn bại lui. Mấy tháng thời gian đi qua, Sở Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến độ thần tốc. Điểm này không riêng gì người khác cảm thấy được, ngay cả Sở Dương bản thân cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình nhảy vọt tiến bộ. Cửu Kiếp Kiếm Pháp 36 chiêu. Nếu ở trước kia, hắn nếu là đem hết toàn lực thì miễn cưỡng có thể sử ra được một lần, nhưng nếu muốn sử dụng lần thứ hai, đó chính là cố hết sức. Song trải qua khoảng thời gian này khắc khổ tôi luyện, sở dương lại có thể từ từ, trước là có thể toàn lực sử ra hai lần, nhiều lắm là ba lần, cho tới bây giờ thì vô hạn tuần hoàn sử dụng được rồi. Sở dương không cảm giác được sự mệt mỏi, cũng sẽ không cảm giác được nội lực bất túc. Hơn nữa, bốn chiêu cuối cùng của đỉnh tầng thứ cửu kiếp kiếm pháp, sở dương đã có thể trực tiếp vận dụng đến chiêu thứ ba. Hơn nữa hắn còn tự nhận là tinh túy của hai chiêu trước cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Đây không thể nghi ngờ là một tiến bộ cực lớn, đồng dạng là thánh nhân tầng thứ đã đến gần vô hạn trung cấp như tử tà tình hiện tại nếu chân ướt chân giáo đến chiến đấu thì cũng đã rất khó đón được ba chiêu của sở dương sau khi phát hiện ra thực tế này tử tà tình vốn là người tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận được đây cắn răng tử tà tình cũng phải liều mạng tu luyện một vòng tu luyện này tử đại tỷ tự nhiên là sẽ không tìm sở dương làm mục tiêu kết quả là đàm đàm cùng yêu ninh ninh hỏng bét đàm đàm sau khi đạt được vô thượng ma công tu vi tiến nhanh mà yêu ninh ninh sau khi phục dụng thiên địa huyền hoàng quả thì tu cũng vi tăng nhiều, trước mắt cũng đã đến thánh nhân cấp rồi. Bạn đang đọc chuyện tại hai người này trực tiếp bị tử tả tình bắt lại để luyện công. Đối chiến, thật ra thì thay là nói là đối chiến, thì cũng nên nói là bao cát sống để luyện tập. Đàm đàm, yêu ninh ninh, hai người đã từng bí mật phân tích tử đại tỷ tìm tới hai đứa chúng. Nó có phải là do nhằm vào đặc điểm chúng nó có thể cực tốc phục hồi, như cũ hay không đây? Mỗi một ngày qua, đàm đàm cùng yêu ninh ninh, cũng có một loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm là muốn tự sát mỗi ngày đi qua thật sự là sống không bằng chết a à. vị tỷ tỷ này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là hạ thủ lưu tình chuyên bị thương quả thực là như cơm bữa vậy đàm đàm còn mạnh hơn một chút vì kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú tuyệt đại đa số cũng là để yêu ninh ninh ra làm bia đỡ đạn yêu ninh ninh kia thì trạng huống trực tiếp là thảm không nói nổi thương thể trên người ngay cả thánh nhân thể chất cũng không chịu được mỗi lúc trời tối cũng là cả người xanh tím dầm di nằm ly ở trên giường để bạch thi tuyền bôi thuốc cho mà kể từ khi mạc khinh vũ đến nơi này bạch thi tuyền căn bản là ngày ngày đi theo mạc khinh vũ thời gian ở cùng với yêu ninh ninh tự nhiên là ít đi rất nhiều đây là bản năng của linh thú đối với chủ nhân vốn không muốn xa rời đối cái này bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp mạc khinh vũ thậm chí một lần muốn mạnh mẽ giải trừ khế ước với bạch thi tuyền nhưng bạch thi tuyền vân không thay đổi gì bởi vì từ đầu đến cuối mạc khinh vũ chưa từng có lợi dụng linh thú khế ước để bắt buộc bạch thi tuyền làm chuyên gì hiện tại coi như là giải trừ khế ước thì cảm giác của bạch thi tuyển vẫn như cũ hoàn toàn cũng không khác gì cả yêu ninh ninh bị xong đả kích về tinh thần và thân thể ta ngày ngày bị các ngươi coi như bó cát đánh cũng không sao cả nhưng lão bà của ta vẫn là linh thú của ngươi đuổi cũng đuổi không đi đây là chuyên gì a à? có còn đạo lý nào nữa hay không đây có còn thiên lý nữa hay không sở dương cảm giác được tu vi của mình công lực chân nguyên đủ loại cũng là càng ngày càng cô đọng càng ngày càng cảm giác được vận chuyển như ý, tùy tâm sử dụng, từ từ cả người tứ chi bách hài tất cả đều là hòa hợp thành nhất thể, có một loại cảm giác, khí thấu mui xe, sông thẳng trời cao rất kỳ diệu. Mà lúc này đây, thư cuồng cùng họa vương hai người kia thương thể cũng căn bản khỏi hẳn rồi. Cho nên, sở dương lại có đối tượng mới để luyện công. Nói thật ra, đối với việc lấy thư cuồng và họa vương để luyện công, trừ sở dương ra tất cả mọi người đều rất lo lắng. Dù sao, hai người này tới yêu Hoàng Thiên, thì mục đích lớn nhất chính là vì để chém giết Sở Dương. Hôm nay Tu Vi khôi phục, Sở Dương lại cho bọn hắn cơ hội danh chính ngôn thuận tỉ thí, vạn nhất nếu hai người ở trong tỉ thí một cái không cẩn thận, hạ sát thủ. Như vậy Sở Dương chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Thư cuồng Họa Vương đều là đỉnh phong thực lực cường giả, thực lực vượt xa đám mộng vô nhai, Lý Quan Ngư. Sở Dương ngay cả thực lực tăng nhiều, có thể ở trình độ nhất định vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu tùy tiện khiêu chiến hai người này thì vẫn là việc không khôn ngoan nhưng do sở dương kiên trì nên mọi người không thể làm gì khác hơn là mời dực vương, ra lực trận vì lo lắng đề phòng, chuẩn bị vạn nhất. Thật ra thì cái này bất quá chính là hành động bất đắc dĩ mà thôi, lấy thực lực của thư cuồng và họa vương mà nói, nếu quả thật là có sát tâm, thì chỉ bàng vào một dực vương thật sự khó có thể đề phòng được cái gì. Ngay cả bổ túc sau đó thì cũng là mất bò mới lo làm chuồng. Ngày thứ nhất chiến đấu, mọi người cuối cùng yên tâm hơn. Sở dương mặc dù cuối cùng là bị khenh trở về, nhưng trong cả quá trình đó thủy chung là không, có lo lắng đến tính mạng. Chờ đến tối, sở dương giống như con rắn vậy, lại khôi phục lại, như cũ rồi tức thì không biết sống chết lập tức lần nữa khiêu chiến thư cuồng. Thư cuồng lại đánh cho một trận nữa và sở ngự tọa lần nữa nằm sấp trên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp tục thao luyện. Tối ngày thứ hai, ngay cả thư cuồng cùng họa vương cũng kinh ngạc, trên thế giới này lại chân chính có con rán đánh không chết sao. Ở dưới dạng có thể nói là điên cuồng liên tục đả kích này, gia hòa này càng đáng càng hăng và kết quả là có khi bại khi thắng, ngay cả là biết rõ không địch lại nhưng chỉ bằng vào tinh thần chiến đấu này, ý niệm chiến đấu này cũng đủ làm cho người ta phải động dung. Không trách được tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh như vậy, không phải là không có đạo lý. Trong lòng hai người, đồng thời có ý nghĩ như vậy. Áp lực càng nặng càng tốt. Sở Dương khóe miệng còn đang chảy máu mà đưa ra yêu cầu như thế. Hiện tại Sở Dương giống như là một thanh kiếm đã thành hình, sắp sáng mờ ngất trời. Chương 2216 Nam nữ chi đạo, mặc dù kiếm đa thành hình, đã lộ ra hình thức ban đầu, nhưng kiếm mới vừa thành hình còn chưa được tôi vào nước lạnh thì còn cần được chui luyện, còn cần đi trừ tạp chất, còn muốn mài thành mùi nhọn, như thế mới có thể thực sự trở thành tuyệt thế thần binh khiếp sợ thiên hạ, mà đến loại tình trạng này rồi, để loại đi mỗi phân mỗi một điểm tạp chất cũng cần có cương mãnh lực lượng khổng lồ, cũng cần thật chịu thật nhiều thống khổ mới nghiền ép ra một điểm không gian cuối cùng, mới có thể làm cho tạp chất từ trong thân thể bị bài xuất ra. Mà trong quá trình này, thư cuồng cùng họa vương, chính là hai thanh đại chùy mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đập xuống, đem thanh thần kiếm sở dương ép ra tạp chất cuối cùng. Hoàn thành quá trình chui luyện, mỗi một lần đối chiến chính là một lần rèn luyện, sở dương mỗi một lần cũng là mấy sống mấy chết, chết đi sống lại, hắn thậm chí bản thân mình cũng có thể cảm giác được, từ trong thân thể của mình có một chút vật chất đang chậm rãi bị ép ra bên ngoài. Mà quá trình này, vô hạn chậm chạp và giống như trước là vô hạn thống khổ. Nhưng cái quá trình này cũng nhất định phải chịu được, hơn nữa, cho dù không có loại thống khổ này thì cũng phải cố ý đi tìm loại thống khổ này. Nếu không thì không có khả năng tiến bộ. Buổi tối, chờ Sở Dương lần nữa bị khinh trở về thì hắn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Trên người của hắn có lẽ đã tìm không được một khối thịt lành lặn nào, nơi nào cũng là tím xanh một khối. Mà, đó chẳng qua mới là ngoại thương, bên trong nội tạng nội thương lại còn không tính toán nổi. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà tình ngồi ở bên giường, nhìn Sở Dương hôn mê mà đau lòng nhưng cũng nhất thời không nói gì mặc dù biết rõ sở dương trước mắt cũng chỉ là do kiệt sức, chỉ cần một khi tỉnh lại là có thể tự mình nhanh chóng khôi phục như cũ. Thương tổn này chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể khỏi hẳn, nhưng thấy người yêu hiện tại thảm đạm như thế thì Vân không thể không khó chịu. Thánh nhân tầng thứ cường giả A, à. người nào đã từng nhìn thấy qua thánh nhân trung cấp cao thủ lại có thể thảm, đến cái bộ dáng này. Hắn quá mệt mỏi rồi. Mà khinh vũ vành mắt đỏ nói. Ai? Tử tà tỉnh thở dài nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, ngoại nội chịu áp lực thúc đẩy thì hắn mới có thể nhanh chóng cường đại lên, hôm nay nhất thời khổ sở hoặc là có thể tránh khôi ngày sau rất nhiều tiếc nuối. Tử tà tình một thân tuyết bạch y chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn trăng sáng trên bầu trời mà cảm thấy cảm xúc phập phồng lầm bẩm nói, thiên hạ này vốn cũng không ai có thể đốt cháy thời gian, coi như là có thì đó cũng là đem sự thống khổ chất chứa lâu dài năm tháng dồn nén, mà chịu đựng trong quá trình này, từ đó mới có thể có sở thành. Hiện tại sở dương đã là như thế, tiến cảnh của hắn thật sự là quá nhanh. Tử tà tình thở dài nói, sở dương có thể có được phần tiến cảnh này lại không giống với mạc thiên cơ, bất đồng với cố độc hành và cũng không giống với ngươi, càng không giống với ta hay bổ thiên và thiến thiển. Nhưng phàm là người, tận đáy lòng tất có một chỗ để dựa vào. Ngay cả không thừa nhận cũng được, ngay cả không dùng đến cũng tốt, thủy chung vẫn phải có. Ngay cả kẻ dựa vào ngoại lực mà thành cường giả như yêu ninh ninh, hắn hoặc là bất cần đời nhưng hắn có cái chỗ dựa vào, hắn có mẹ của hắn, cho nên cho dù hắn học cấp tốc cũng là do mẫu thân hắn nghĩ biện pháp tăng lên cho hắn mà chỉ cần nghĩ ra được biện pháp thì đến tiếp sau vấn đề căn cơ tự nhiên sẽ vì hắn mà giải quyết mà nói đến đàm đàm mạc thiên cơ cố độc hành cử kiếp huynh đệ mặc dù ngoài mặt xem ra cùng sở dương hoàn toàn giống nhau nhưng trên thực tế lại là đại đồng tiểu dị bởi vì bọn họ cũng có chỗ dựa vào mà cái bọn họ dựa vào là lão đại của bọn hắn sở dương mặc dù huynh đệ địa vị ngang hàng không có gì khác biệt, nhưng ở trên tinh thần, ở trong lòng Sở Dương đã sớm trở thành tinh thần cột trụ của những người này. Đây chính là cái gọi là chỗ dựa vào. Khinh Vũ ngươi, ta, Bổ Thiên, Thiển Thiển, bốn người chúng ta mặc dù thoạt nhìn tính cách khác nhau nhưng không thể phủ nhận chính là Sở Dương cũng là tinh thần cây trụ của chúng ta, ngươi có thể nhận ra không?" Tử Tà tỉnh quay đầu, nhìn mà Khinh Vũ, nhẹ giọng nói, có lẽ bình thường cũng không thể cảm giác được cái gì. Nhưng ta hỏi ngươi, khinh vũ, nếu là có một ngày sở dương chết đi. Cái thế giới này chỉ có một mình ngươi cô linh linh, ngươi sống còn cảm giác thú vị sao? Ngươi có thể sống một mình sao? Mà khinh vũ vẻ mặt sợ hãi chấn động, lẩm bẩm nói, nếu là sở dương đã chết, ta còn sống làm cái gì? Tự nhiên là muốn một đạo chung đi cửu tuyền. Là như thế, cho nên sở dương là chỗ dựa của ngươi, tâm ngươi dựa vào, mạng ngươi dựa vào, đồng dạng hắn cũng là chỗ dựa vào của chúng ta, tử tà tỉnh khẳng định nói cho nên chúng ta đều có chỗ dựa vào mà sở dương lại không có sự dựa vào này hắn không thể dựa vào bất luận kẻ nào bởi vì bản thân hắn chính là chỗ dựa vào của chúng ta cho nên hắn ngược lại không thể dựa vào người khác hắn chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng mà dựa vào chính hắn liều làm ra vô hạn tương lai đó là chính bản thân hắn làm ra tất cả để cho chúng ta dựa vào người khác chọc họa có người ra mặt hỗ trợ chúng ta chọc họa có sở dương ra mặt nhưng sở dương chọc họa lại chỉ có thể tự hắn gánh lấy. Đây chính là điều bất đồng. Căn bản là tính chất không như nhau. Hiện nay, Sở Dương nhìn như thực lực không lô kỳ thực căn cơ lại là không ổn nên chỉ có thể dùng loại cực độ cao áp này để thúc ép chính hắn. Lấy phương thức như thế mới có thể chân chính làm vững trụ cột và đạt được cảnh giới bây giờ. Tử tà tình nhẹ giọng nói, chỉ có chính hắn đạt đến cảnh giới cao hơn chúng ta rồi và chờ khi chúng ta đột phá, thì hắn mới có thêm biện pháp tiến một bước và làm cho sự thống khổ chúng ta phải thừa nhận giảm đến mức thấp nhất, dựa vào tu vi của hắn, mà tới trợ giúp chúng ta bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, ổn định cảnh giới. Mạc Khinh Vũ trong mắt thoáng cái đầy nước mắt, đau lòng nói, có thể là như vậy. Sở Dương cũng quá khổ rồi, ta thật rất đau lòng. Từ trong bịa đặt thành mãi mài truyền kỳ, tò hai bàn tay trắng trong lấy được muôn đời cơ nghiệp, hơn nữa, không có ai ở cõi đời này từ tay trắng thành lập nên bất hủ uy danh. Nơi nào sẽ dễ dàng chứ? Tử Tà tình thở dài nói, thống khổ có lẽ chẳng qua là một việc bé nhỏ trong truyền kỳ của hắn mà thôi thống khổ nhất không phải là cái này mà chính là hy sinh sở dương hiện tại thừa nhận thống khổ càng lớn sau này sự hy sinh mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng ít đi mà điểm này mọi người chúng ta trừ sở dương ra những người khác bất luận kẻ nào cũng không thể làm được nhị ca ngươi là mạc thiên cơ mặc dù có thể trưởng khống thiên hạ bày mưu nghĩ kể tính toán không bỏ sót nhưng hắn không thể thay thế cho sở dương ở vị trí trụ cột này mạc khinh vũ cái hiểu cái không gật đầu nói có thể là như vậy chúng ta còn như vậy chẳng phải là làm khó hắn quá sao tử tà tình khẽ mỉm cười nói cái gì mà quá làm khó rồi ngươi là nói giữa chúng ta tranh giành tình nhân mạc khinh vũ đỏ mặt nói chính xác chúng ta không nên để cho hắn dễ dàng một khắc sao không có chuyện dễ dàng như vậy ngươi nên nhớ trong chuyện này không có gì có thể làm khó tử tà tình hừ hừ nói hắn đã có can đảm trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy thì nhất định phải trả giá tương đối cao. Rồi hãy nói, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bất kỳ tam thê tứ thiếp nào nếu không thông qua mài hợp như vậy, cuối cùng chỉ có thể đưa đến một cái gia đình hỗn loạn, nhiều nhất chỉ có thể là ngoài mặt hài hòa, bên trong lại là vô số phân tranh. Bao gồm cả vấn đề sau này ai là con nối dòng, ai là lớn, ai là nhỏ. Con sở dương, rốt cuộc ai là con vợ cả, ai là con vợ kể. Người nào ngày sau có quyền thừa kể cao nhất, người nào có tuyệt đối quyền uy những thứ này đều có thể là lý do gây ra tranh cãi ngày sau do đó, nên tưởng tận suy nghĩ đi. Mà bây giờ tranh giành tình nhân, hay là tại khoảng thời gian này đem những vấn đề này tạo thành một cái ước định, các nữ nhân chúng ta sẽ tự mình định ra, về sau này cũng không có cái gì phải tranh chấp nữa. Nếu không, vạn nhất đến sau này tất cả mọi người đều có hài tử, khi còn là nữ nhân của sở dương thì không sao cả, có thể không ngần ngại cùng chung một trượng phu bởi vì đó vốn chính là thế giới như vậy, nhưng làm thân là một người mẫu thân, Người nào lại cam tâm để con của mình thấp hơn con người khác đâu, tránh để sau này phiền toái quá nhiều. Không bằng sớm làm ra quyết định đi, cho nên, hết thảy cũng nên quyết định sớm ngay lúc ban đầu, đó mới là biện pháp tốt nhất." Tử Tà Tình trong mắt lóe ra quang mang nói, "Đời đời con cháu không ít nhưng căn cơ thì sẽ liền từ mấy người chúng ta trong khoảng thời gian tranh giành tình nhân này dựng lên. Cho dù ai cũng không thể nhượng bộ, cho nên, phải nhìn xem sau này lực lượng của người nào lớn nhất." Tử Tà Tình cô đơn cười một tiếng nói, Chúng ta khi nói những lời này không khỏi có chút vô tình nhưng hiện tại như vậy, so sánh với việc con gái huynh đệ sau này tương tàn vẫn tốt hơn nhiều lắm, đây không phải là lành khóc mà là khôn ngoan. Nguồn chu yên phun. VN ngày khác, chúng ta ngay cả có thể quản được con, có thể quản được cháu, cho dù chúng ta có thể vẫn trông nom được nhưng tương lai, cũng có một số vấn đề chúng ta trông nom không được. Hoặc là chúng ta đã chán ghét những thứ này, không muốn trông nom nữa, ngày đó đến phải là có thể mà là tất nhiên sở dương hiện tại cùng tương lai đều chính là đại sự khiếp sợ thiên hạ chúng ta cũng nên nghĩ mưu kế để xây dựng căn cơ muôn đời không ngã hết thảy cũng từ nơi này mà bắt đầu to giờ khắc này bắt đầu khinh vũ những cái này không chỉ có ta mà các ngươi thật ra đều có nghĩ đến chỉ bất quá là chỉ có ta mới nói trắng ra như vậy mà khinh vũ cái hiểu cái không gật đầu một hồi lâu sau mới không nhịn được thở dài một tiếng rồi hãy nói hiện tại sở dương cảnh giới căn cơ chưa ổn cố cũng tuyệt đối không phải là lúc trầm mê nữ sắc tử tà tình thản nhiên nói, đến tụ vi như chúng ta, trên căn bản muốn hưởng thụ cuộc sống thì sau này, còn nhiều cơ hội nhưng việc đầm trụ cột thời cơ, một khi thời cơ bỏ lỡ thì, không còn có cơ hội này nữa. chương 2217, song vương rời đi, hiện tại những thống khổ này sẽ quyết định sau này, ngày vui sẽ kéo dài vô số hoặc có thể vĩnh viễn sẽ không có. Cho nên, không chỉ có là sở dương phải nhẫn mà ngay cả chúng ta cũng phải nhân, không chỉ có là sở dương muốn luyện, chúng ta cũng phải luyện. Tử tà tình nhẹ giọng, nhưng kiên quyết nói, nữ nhân nguyên âm, nhất là của người giống như, ta và ngươi có tu vi cao thâm đối với người tu luyện như Sở Dương, có chỗ dùng rất lớn. Mà ta và ngươi nếu tu vi càng cao và lúc đó tiến hành âm dương, xong tu thì chỗ ích lợi của các bên cũng là càng cường đại. Thiến Thiền cùng Bổ Thiên hai người bọn họ đã đánh mất cơ hội này, cho nên chúng ta càng phải thêm quý trọng, bởi vì hai người bọn họ trước đó mất đi cái này nên tương lai sẽ do hai người chúng ta thông qua Sở Dương mà bổ túc cho các nàng. Nói tới cái đề tài này, ngay cả là tử tà tình chủ động nhắc tới, hơn nữa cũng là đã tu luyện rất nhiều năm nhưng nội dung bên trong là khá nhạy cảm, tử tà tình thủy chung, cũng vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ nên nói xong vân mắc cỡ, mà đỏ bừng cả khuôn mặt, mà khinh vũ lại càng hồng đến cổ, kiểu khiếp e sợ cúi đầu nhưng lại vẫn giỏng lỗ tai nghe không bỏ sót cái gì. Tử tà tình đỏ mặt nhìn mà khinh vũ, thận trọng mà trầm trọng từng chữ nói, cho nên, khinh vũ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dễ dàng đem mình giao ra ngay cả sở dương khẩn cấp như thế nào, ngươi hiện tại cũng phải thủ vững ở cửa ải cuối cùng, điểm này ngươi nhất định phải chịu đựng, khi tất yểu có thể làm theo cách làm của ta, chiêu đó của ta vạn dùng vạn linh, sở dương không thể làm gì. Mà khinh vũ đỏ mặt, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng quyết tâm, cũng là vô hạn cường đại nói, thì ra, chuyên này còn có, nhiều như vậy lại có tác dụng lớn như vậy. Ta ta, ta nhất định sẽ chú ý, ôi uy, tử đại tỷ ơ. Sở Dương ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, đến không muốn sống rên gì nói, ngươi đây là đoạn tuyệt đường sống của ta rồi âu. Một mình ngươi không để cho ta đụng vào cũng thì thôi, lại còn bảo khinh vũ cũng như thế, còn muốn làm theo cách làm của ngươi. Ta, ta nhớ ngươi cả đời. Thì ra gia hỏa này đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn giả bộ hôn mê nghe hai nàng nói chuyên. Nghe đến bây giờ thì rốt cục không nhịn được. Mấy ngày qua hắn đã quá bức xúc rồi, hiện tại bị tử tà tình, nói một câu làm cho cuộc sống khốn khổ vô hạn kỳ kéo dài. sở ngự tọa tại chỗ muốn khóc, thật lòng không nên hành hạ người ta như thế a. À? mặc dù ngươi nói cũng có chút đạo lý. làm sao? ta nói không có có đạo lý sao? tầng tu vi này mà ngươi còn không rõ sao? nhớ ta cả đời hả? ta thật sợ hãi a. À? bất quá ta sợ ngươi trí nhớ không đủ khắc sâu. có muốn ta giúp ngươi trí nhớ khắc sâu thêm một chút không? tử ta tỉnh như hung thần ác sát hỏi. có, có đạo lý. Ngài nói có đạo lý là được mà." Sở Dương yểu ớt giơ tay nói, "Nhưng là, nhưng mà cái gì?" Mạc Khinh Vũ đỏ mặt hỏi. "Coi là hai người các ngươi không để cho ta đụng vào." "Nhưng là, hai người kia." Sở Dương ánh mắt cực độ ai oán nói, "Bổ Thiên cùng Thiến Thiến cũng có thể như vậy sao? Chúng ta cũng không để cho ngươi đụng vào. Chúng ta cũng muốn làm theo như tử đại tỷ." Theo một câu nói, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đỏ mặt đi đến, thái độ hung dữ nói, Sở Dương bụng mặt nói, ngàn vạn lần không nên đỏ tím đều vô tình như vậy. Làm chồng mà cũng không có quyền lợi hưởng thụ cuộc. Sống như vậy sao? Kết quả là, một đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên. Như thế trải qua đến nửa năm luyện ngục gian khổ huấn luyện, trước khi thư cuồng cùng họa vương, hai đại cường giả rời đi, năng lực chống lại của Sở Dương rốt cục đã có tiến bộ nhảy vọt. Tối thiểu, khi đối mặt với thư cuồng Sở Dương đã có thể có thủ có công, mặc dù cuối cùng vẫn bị thua nhưng, ít nhất đã không còn là hoàn toàn không có sức hoàn thủ nữa. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là giới hạn trong phạm vi tỷ thí, nếu quả thật là sinh tử đánh giết thì sở dương vẫn như cũ là, tránh không được ở trong mười mấy chiêu thậm chí là mấy chiêu đà lạc bại thân vong rồi. Nhưng tối thiểu, trong khoảng thời gian này, cơ hồ là ngày đêm không ngừng chui luyện, tự thân trụ cột của sở dương đã hoàn toàn vững rồi, coi như là hiện tại lập tức lần nữa tăng lên tự thân cảnh giới, cũng đã không có bất kỳ buồn phiền nào nữa. Thư cuồng trước khi đi đã từng nói qua một câu, từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua một ai trên cõi đời này có năng lực luyện công điên cuồng như vậy. Nếu tương lai tại Cửu Trọng Thiên khuyết nhất định sẽ xuất hiện một tuyệt đối vương giả, thì chỉ cần Sở Dương đến lúc đó còn chưa chết, ta tin tưởng người kia nhất định sẽ là hắn. Đối với câu này, Họa Vương Thu Viễn Sơn hoàn toàn không có có dị nghị. Hai người bọn họ là cao cấp đỉnh trí thánh cường giả mà trong thời gian phụng bồi Sở Dương, luyện công nửa năm, lại mỗi ngày cũng có cảm giác mệt mỏi gần chết có thể nghĩ sở dương hiện tại cảnh giới đã đến cái tình trạng gì rồi. Sở dương hiện tại mới bao nhiêu tuổi mà hai người bọn họ đã tu luyện bao lâu rồi. Không gian đi tới của sở dương còn bao nhiêu. Đây vốn là điều khó có thể dự liệu, khó có thể tính ra. Khó là chuyện có định số nhưng lại là chuyên được tất cả mọi người coi trọng. Hai vị tiền bối lần này trở về. Xin bảo trọng. Sở dương đặc biệt bày ra một mâm cơm rượu tiễn chân và nâng chén có lời nói. Yên tâm đi, nếu là, chuyên quả nhiên là cái dạng kia, coi như là ta phải liều cái mạng già này, cũng phải giúp con mọt sách đòi lại một cái công đạo. Họa vương thu viễn sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuyện của thư cuồng kia tự nhiên là lừa không được hắn. Bọn họ hai người có trăm vạn năm thâm hậu giao tình, sớm đã không giấu gì nhau. Ngay từ lúc họa vương đi tới thiên binh các bắt đầu chữa thương ngày thứ nhất, thư cuồng đã nói cho hắn biết chuyện này cùng với suy đoán của sở dương. Lúc ấy họa vương cơ hồ hỏng mất. Nếu là, chuyện nếu không thể làm thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, không nên xính nhất thời ý khí, cơ hội luôn có, có nhiều hảo huynh đệ như vậy, có lực lượng cường đại như thế, phần công đạo này sớm muộn gì sẽ đòi lại được. Sở Dương thành tâm thành ý nói, nói vậy tất nhiên không phải là ta lấy lòng tiểu nhân đo quân tử chi dạ, vạn nhất thật có chuyện này ư? Ta hy vọng hai vị có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi này của ta, chỗ này của ta, cần các ngươi, hơn nữa, vực ngoại thiên ma chiến trường cũng cần các ngươi, vô ích hy sinh không phải là điều anh hùng nên làm nhất thời ý khí không làm nên chuyện gì thư cuồng cùng họa vương thở dài dĩ nhiên nếu thật không có chuyện này hết thảy cũng là ta đoán sai lầm sở dương trịnh trọng nói kính xin tha thứ cho sở dương mạo thất chi tội hai người vội vàng đứng dậy nói liên tục không cần sở dương mặc dù nói như vậy nhưng hai người sống dài đến trăm vạn năm rồi há có thể không biết ai thiệt ai giả nếu năng lực phán đoán một chút cũng không có thì hai lão cũng đã sống uổng cả một đời rồi. Hai người uống đến say mềm rồi rời đi. Trước khi đi muốn nói gì mà lại thôi. Sở Dương cùng đám Dực Vương mọi người cũng không nói gì. Lúc đến là ba người cùng đi, khi về cũng chỉ có hai người cùng về. Còn có một vị hộ vệ không biết thân ở phương nào, hai người cũng muốn hỏi một chút về tung tích của huynh đệ mình nhưng lời này, đến khóe miệng lại vô luận như thế nào cũng hỏi không ra miệng được. Ai cũng hiểu, cho tới bây giờ không có tin tức, tất nhiên là đã sớm chết trong tay yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ rồi. Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hộ vệ đồng thời xuất thủ, mà hiện tại ở chỗ này cũng chỉ có một người Dực Vương. Điều này đại biểu cho cái gì? Cái này hàm xúc cái gì? Bốn người khác đi nơi nào rồi? Ba người hợp lực, như cũ vẫn rơi vào kết quả xấu như vậy, ngày đó cũng chỉ còn lại có y mình hắn đối mặt với Yêu Hoàng Thiên, tứ đại cao thủ, lại là ở trong địa bàn của người ta giao chiến. Đâu có cơ hội may mắn còn sống sót, nhưng giờ phút này có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể tiếp theo trở mặt thành thù được sao? Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. Vên cho nên hai người không nói nhảm trực tiếp rời đi. Ngay cả đau lòng cũng phải sau khi rời đi mới có thể biểu hiện ra, hiện tại trong loại không khí này thật sự là không thích hợp để biểu lộ sự khác thường. Nhìn hai người càng lúc đi càng xa, Sở Dương thở dài một hơi, nói, "Bọn họ chỉ sợ không sẽ trực tiếp rời đi." "Đúng, vô luận cơ hội xa vời như thế nào, bọn họ vốn còn phải tìm một chút tung tích của huynh đệ của bọn họ." "Quản chi chỉ là một tia hơi thở phiêu tán." Dực Vương có chút than thở nói, thất tinh hộ vệ trăm vạn năm qua cũng chỉ ở trong vòng nửa năm này lại vân lạc mất một người như vậy sở dương trầm trọng gật đầu bọn họ lần này nếu là trở về sở dương trong mắt đầy sầu lo nói không biết có thể hay không nếu như chuyên năm đó là sự thật nguyên thiên hạn cái gọi là kia dực vương thở thật dài nói như vậy hai người này nhiều nhất chỉ có thể trở về với một nửa người còn sống cũng đã rất tốt rồi sở dương trong lòng đau xót nói chỉ mong bọn họ có thể nhịn tức nhất thời nếu là bất đắc chí mạnh. Bên cạnh, tất cả mọi người là chậm rãi lắc đầu. Chuyên như vậy chỉ cần là người giang hồ, tuyệt đối sẽ không nhẫn nổi. Bẩm ngự tọa đại nhân, Mạc Vân Thiên phương diện truyền đến tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên thiên binh các tạ khôi thủ cùng Mạc Vân Thiên thiên đình quân đội chiến đấu, trước mắt đà toàn diện rơi vào hạ phong, tiền cảnh vô cùng không lạc quan. Người phụ trách tổ chức tình báo thiên cơ chạy tới cấp báo. Trong khoảng thời gian này, tổ chức tình báo thiên cơ do Sở Dương tỉ mỉ tìm cách, được Mạc Thiên Cơ dốc lòng phối hợp hướng dẫn, mà lặng lẽ tiến vào mặc vân thiên địa giới hơn nữa còn nhanh chóng cùng tạ đan quỳnh bắt liên lạc nhưng đại đội nhân mã đại hình hội chiến thủy chung không giống với giang hồ đuổi giết tầm quan trọng của tình báo mặc dù vẫn đủ để ảnh hưởng đến toàn cục nhưng còn xa mới đạt đến mức ảnh hưởng phá vỡ được chiến cuộc lần này tạ đan quỳnh chiến lược thủy chung là quá bạc nhược một chút thực lực chân thật hai bên xê xích quá xa cho dù là có được tin tình báo chính xác hơn nữa thì nhiều nhất cũng là biết trước mà sử dụng chiến thuật lẩn tránh chứ khó có thể quyết định được cuộc chiến. Mượn tin tình báo chính xác quả thật có thể đủ, ở một địa vực tiến hành một chút đòn phục kích nhỏ, thu được chiến quả nhất định đó đã là cực hạn rồi. Trừ cái đó ra, thật lòng sẽ không có mấy tác dụng. Vẫn là câu nói kia, khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ở trước thực lực tuyệt đối, ngay cả ngươi có được một chút nhân tố bên ngoài, thì vẫn không cách nào ảnh hưởng đến cả chiến cuộc được. Chương 2218, Thiên phải đổi sở dương cao mày nói tiếp tục gia tăng sự can thiệp của tình báo ở dưới điều kiện không bại lộ dành cho tạ đan quỳnh tối đa hiệp trợ tuyệt đối không cho phép xảy ra ngoài ý muốn làm hết sức để kéo dài chiến cuộc đợi chờ xuất hiện biến số dạ vị người phụ trách tổ chức tình báo thiên cơ này gương mặt biến thành khổ qua nói cũng không phải là vì mình mình nhiều nhất chỉ là người truyền lời nên cũng vì đồng liêu mặc vân thiên bên kia mặc niệm không dứt yêu cầu này cũng quá khó rồi không thể bại lộ thân phận còn muốn đưa ra sự ủng hộ lớn nhất còn không cho phép ngoài ý muốn, còn phải kéo dài chiến cuộc, những thứ này cũng còn thôi, cuối cùng còn một cái đợi chờ xuất hiện biển số, chuyên như vậy, dường như coi như là thần tiên làm cũng rất khó làm cho tốt được. hai bên thực lực chênh lệch quá xa, tất cả mọi người không biết còn có cơ hội thấy được mặt trời mọc ngày thứ hai hay không, tình huống như thế thì còn có thể có biển số gì? bên kia các anh em, ngươi thảm rồi, ngươi lần này đại sự hỏng rồi, đây đại để chính là nhân vật trong truyền thuyết sao? hiện tại mỗi khi tổ chức tình báo thiên cơ tập hợp được tin tình báo mỗi một phần trừ lệ cũ truyền tống cho mặc thiên cơ ra thì bên sở dương cũng đồng dạng có một phần nhưng những tin tình báo này sở dương không xử lý thường thường nhìn cũng không thế nào nhìn đến được người chân chính xử lý những tin tình báo này chính là thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến không thể không nói hai nữ nhân này phối hợp tất nhiên đã đến trình độ thiên y vô phùng rồi thiết bổ thiên trưởng khống đại cục còn ô thiến thiến cụ thể áp dụng hai nàng này phối hợp một chỗ tạo ra hiệu quả vô cùng lớn, so với Mạc Thiên Cơ cơ hồ cũng là không kém chút nào. Nếu như nhất định phải so sánh thì cái duy nhất thiếu sót chính là Mạc Thiên Cơ có thể dùng Thiên Cơ, thủ để tiên đoán cát hung mà hai nàng lại không có được loại năng lực này. Đây là sự hạn chế của bản thân năng lực chứ không phải là sơ suất chi tội. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến càng thêm tiểu tâm cẩn thận, hết thảy cũng châm trước rất kỹ. Trong khoảng thời gian này, Thiên binh các của Sở Dương cũng từ từ xuất hiện sự phân công tỉ mỉ, mỗi một tiểu đội đều có nhiệm vụ riêng của mình và nghiêm mật phối hợp với nhau, các đội không thấy rối loạn chút nào. Mỗi một tiểu đội, các thành viên cũng rất ăn ý, sau đó các tiểu đội với nhau, trung đội với nhau, đại đội với nhau bắt đầu tỉ thí thử chiến thuật diễn luyện, bắt đầu bắt tay vào tiến hành thử trước khi quyết chiến cuối cùng. Những người khác không được chọn vào thiên binh các, tu vi tương đối thua kém thì cũng được bí mật chiêu vào tổ chức tình báo thiên cơ. Những người này Trải qua sở dương huấn luyện thì giống như lưới lớn bắt cá vậy được giải ra. Hiện tại trong cử kiếp huynh đệ người trước mắt tình cảnh gian nan nhất không ai hơn, tạ đan quỳnh. Đàm đàm đã từng có một ngày rất cảm khái nói, người nói tạ đan quỳnh hiện tại tình cảnh như cái đầu bê. Ngay cả kỳ mặc cùng la khắc địch so với hắn còn thoải mái hơn. Gia hỏa này mang theo mấy trăm vạn người ngày 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 ngày, ngày như chó nhà có tang chạy trốn. Mọi người im lặng một trận. Một bang phái dẫn dắt mấy trăm mấy ngàn người hoàn toàn không có thể so sánh với tạ đan quỳnh với mấy trăm vạn người đi tạo phản tuyệt đối không phải là cùng một cái cấp bậc căn bản là không tồn tại tính có thể so sánh hiện tại chúng ta có nên ra tay hay không đây thiết bổ thiên nhìn tin tức tình báo từ mặc vân thiên truyền về mà co mày hỏi trên tin tức tình báo nói rất rõ ràng tạ đan quỳnh bên kia đã không sai biệt lắm đến đường cùng rồi mặc dù bây giờ còn đang kéo dài chiến đấu nhưng thời gian đến lúc bị toàn diện tiêu diệt chỉ sợ không còn xa sở dương trầm ngâm nói tạm thời vẫn nên xem xét đã xem sẽ có biển cơ xuất hiện hay không con đường này nếu do đan quỳnh tự mình đi ra tự nhiên là tốt nhất nếu thật sự không được chúng ta hành động cũng không muộn ngay từ lúc liên hệ sở dương cũng đã bí mật phái đám thiểm điện xà xuất lĩnh hai vạn quân tinh nhuệ sẽ lẻ ra mà tiềm nhập vào mặc vân thiên cảnh nội một khi bên tạ đan quỳnh có nguy hiểm hai người này sẽ tức thì xuất thủ cứu giá bằng vào những người này thay đổi cả thế cục nhất định là em không được nhưng muốn cứu vãn bại cục nhất thời thì tương đối nắm chặt tối thiểu cũng có thể bảo đảm cho nhân vật trọng yếu không bị tàn sát, nhưng Sở Dương vẫn còn có hy vọng, Tạ Đan Quỳnh có thể bàng vào năng lực của mình vượt qua cửa ải này, như thể mới không xuất hiện tâm ma, tự mình đột phá so với được tương trợ, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu Tạ Đan Quỳnh có thể tự mình đánh vỡ cục diện bể tắc, thay đổi bại thể, như vậy, trong tương lai ở trên chiến trường thiên ma chẳng khác nào có nhiều hơn một tuyệt, đại thống soái tung hoành vô địch tràn đầy tự tin. Ngược lại, Tạ Đan Quỳnh ngay cả cuối cùng được cứu, an toàn rút lui khỏi Mạc Vân Thiên thì sau này, cũng chưa chắc đã có thể làm được việc lớn. Sự thực này mặc dù tàn khốc nhưng nhất định phải đối mặt. Vì cái mục tiêu này mà Sở Dương cho là, hiện tại nhất thời mạo hiểm vẫn là đáng giá. Có cùng suy nghĩ với Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ, hiện tại tầm mắt của Mạc Thiên Cơ cũng chăm chú nhìn về Mạc Vân Thiên. Trừ cái đó ra, còn có một chuyên làm người ta cực độ hưng phấn chính là, một đám cửu kiếp huynh đệ của Sở Dương hiện tại toàn bộ đã có liên lạc với nhau. Mọi người mặc dù phân tán ở các thiên địa riêng của mình, nhưng đối với tin tức về các huynh đệ mình ở các thiên địa khác thì không khỏi trong lòng tràn đầy kích động tối thiểu không bao giờ giống như trước nữa cảm giác cô đơn chiến đấu một mình về phần một chuyên khác làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là lệ hùng đồ vốn từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng tới cửu trọng thiên khuyết một hồi lâu cũng không có hiển sơn lộ thủy vào một ngày đẹp trời đột nhiên ngang trời xuất thể một đao làm khiếp sợ thiên hạ gia hỏa này đã giết một đại nhân vật của một siêu cấp lớn tông môn là thiên kiếm minh hiện tại thiên kiếm minh đối ngoại tuyên bố là không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết lệ hùng đồ, thanh thế to lớn chỉ kém sở dương, ngày đó bị ba đại tông môn liên hiệp đuổi giết kia mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhạy cảm cảm giác được, hoặc là để cho lệ hùng đồ này có được một lần cơ hội thật tốt để lột xác, nhưng sau khi do dự một chút thì rốt cục vẫn phải quyết định tương trợ. Nếu như nói lệ hùng đồ tin tức khiến người ngoài ý, như vậy còn có một tin tức khác chính là em cho người ta cảm khiếp sợ. Đoạn thời gian trước đồng thời xuất thế có hồn thiên kiếm, kiếm quyết cùng tuyệt thiên kiếm bí quyết, hồn thiên kiếm quyết thì nay đã bị cố độc hành thu vào trong túi, tu đến đại thành còn tuyệt thiên kiểm quyết vốn vẫn. Không có tin tức gì giờ phút này, rốt cục đã bộc lộ ra chân diện mục của chủ nhân. Hồn thiên kiếm quyết chạy song song với tuyệt thiên kiếm quyết nên tự nhiên là không thể tránh khỏi cùng lúc nhắc lên đầy trời phong vân. Mà may mắn là người lấy được tuyệt thiên kiếm bí quyết lại rất đúng dịp, cũng là người cửu trọng thiên đại lục phi thăng tới cửu trọng thiên quyết. Hơn nữa còn là người mà mọi người đều quen, cho nên nói, sự trùng hợp đôi khi thật đáng sợ bố lưu tình vị nhân vật phong vân của cửu trọng thiên đại lục này kể từ khi lên tới cửu trọng thiên khuyết thì vẫn mai danh ẩn tích không có tin tức gì cũng không ai biết tình cảnh của hắn như thế nào hôm nay tiến cảnh lại là như thế nào trăm triệu lần không nghĩ tới lần đầu tiên có được tin tức của hắn lại là tin tức rung động như thế sát ý của bố lưu tỉnh so sánh với cố độc hành còn muốn nặng hơn nhiều lắm đối mặt với khắp nơi tiểu trừ hắn trực tiếp chính là không chút lưu tình có thể giết chết được một tên nào thì tuyệt không để lại sát tính nặng đến trình độ quả thực nghe rợn cả người. Nhưng theo tin tức về bố lưu tỉnh bị tản mắt ra, lực hấp dẫn của tuyệt thiên kiếm, vân là vô năng kháng cự mà làm cho tình cảnh của bố lưu tỉnh, cũng dần dần trở nên rất ác liệt. Cố độc hành kia vốn bất quá có tu vi thiên nhân, nhưng sau khi nhận được hồn thiên kiếm quyết, thì ở trong thời gian cực ngắn đà vọt tới thánh nhân trung cấp, trở thành cao thủ cả thiên khuyết đều biết. Như vậy, tuyệt thiên kiếm quyết cùng hồn thiên kiếm quyết ở trong đều thuộc về tuyệt thể kiểm quyết. Há có thể hiểu hơn được nếu chiếm được tuyệt thiên kiếm bí quyết, chỉ cần tu luyện thành công, chẳng phải chính là một cố độc hành nữa sao? Mà bố lưu tình so với cố độc hành ban đầu mà nói, tu vi còn kém hơn. Chúng ta không thể làm gì được cố độc hành, bỏ qua kiếm quyết, chẳng lẽ nay không làm gì được bố lưu tình này sao? Đây chính là cơ hội ông trời già một lần nữa cho chúng ta. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun, nở trong hình thức tâm thái này, bị ngôn luận thúc đẩy cổ động dưới, lần này phong ba của bố lưu tình, thậm chí còn vượt qua cả cố độc hành một vài lần nếu có người sáng suốt cẩn thận phân tích tình hình cửu trọng thiên khuyết, trong khoảng thời gian này thì tuyệt đối sẽ khiếp sợ, mà không khỏi phát hiện ra một sự thật. Từ hai năm trước cửu trọng thiên khuyết đà từ từ tiến vào loạn cục, hay hoặc là nói là loạn thể, đầu tiên là sở dương cường thế xuất kích, nhất cử giết chết con nguyên thiên hạn dẫn phát tới một cuộc dài dòng đuổi giết. Trận đuổi giết này mặc dù vì mặc vân thiên bộc phát làm phản, mà phải trên đường dừng lại, nhưng lần đuổi giết này liên quan đến rất nhiều nhân vật. Phạm vi đuổi giết phạm rộng, đường đuổi giết xa xôi, nhưng không có cái nào mà không phải là kỷ lục của cửu trọng thiên khuyết mấy chục vạn năm qua sở dương bên này đuổi giết mới hạ màn dư vị chưa tuyệt thì cố độc hành bên kia cũng đã bắt đầu quật khởi cố độc hành bên này còn chưa xong thì nhuế bất thông cùng ngạo tà vân đã đuổi theo chân nhưng ngay sau đó lại là kỷ mặc la khắc địch chuyên nơi đây còn chưa chung kết bên mặc vân thiên đã bộc phát việc làm phản làm cho cả mặc vân thiên thiên đình loạn thành nhất đoàn tầm mắt của mọi người còn chưa kịp từ mặc vân thiên bên kia rút về thì liền phát hiện ra bên này vừa bộc phát sự kiện tuyệt thiên kiếm bí quyết, mà ở trong quá trình này, thiên binh các của Sở Dương ngang trời mà ra, đặt chân ở yêu hoàng thiên rồi từ từ phát triển lớn mạnh, thế khó cản. Một tổ chức tình báo khác là Thiên Cơ cũng chính là trong khoảng thời gian này, dần dần phát triển trở thành tổ chức tình báo đệ nhất thiên khuyết. Toàn diện trưởng khống thiên hạ phong vân, mà trong mấy thiên địa khác, thiên binh các do Cố Độc Hành xây dựng sau khi Cố Độc Hành không bị đuổi giết nữa, mà cường thế quật khởi. Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tả Vân, những người bị đuổi giết này, cơ hồ đều có nhân thủ đủ thành một cái siêu cấp thế lực từng bước trưởng thành. Những tân phát thể lực này từ từ biến thành thiên hạ phong vân ngọn nguồn, cửu trọng thiên khuyết, trăm vạn năm qua không thiểu các thế lực đột nhiên nổi lên vùng vẫy một thời, có thể nói là giang sơn nhân tài thay nhau ra mà phong tao mấy ngàn năm. Nhưng như hiện nay vậy, nhân tài như măng mọc sau mưa hay mọc lên như nấm, đặc dị hiện tượng này là ngàn vạn năm mới tới lần đầu tiên. Nhất là, dưới loại tình huống này, trong lúc bất chợt cả cửu trọng thiên khuyết lại đột nhiên bộc phát ra thiên ma trì hoạn mọi chuyên cần thiết đều xuất hiện ở chung một chỗ toàn bộ thiên hạ đều có một loại cảm giác trực tiếp loạn thành một đoàn vậy mọi chuyên đều tập trung cùng nhau bộc phát ra càng thêm làm cho người ta có một loại cảm giác vi diệu nói không ra lời tựa hồ thiên địa thật phải thay đổi rồi chương 2219, cửu u địa ngục quả yêu hoàng thiên trong thiên binh các sở dương tử tà tình mạc khinh vũ thiết bổ thiên ô thiến thiến năm người khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Sở Dương ở giữa, tay Mạc Khinh Vũ để ở trong tay trái Sở Dương mà tay Tử Tà Tình để ở trong tay phải Sở Dương, hai tay kia của hai nàng chia ra nắm lấy tay Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến, mà hai tay còn lại của Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đặt lên lưng Sở Dương, năm người này tạo thành một cái vòng tuần hoàn trọn vẹn, mà thực hiện tất cả nguyên lực cùng hưởng. Ít nhất giờ khắc này, năm người không phân ra tu vi cao thấp nữa. Sở Dương, Người thiết kể ra một cái nguyên lực cùng hưởng đại trận như thế là có tính toán gì? Tử tà tỉnh có chút không giải thích được nói, chẳng lẽ là có vật tốt gì mà nó cần có 5 vị thánh nhân, đồng thời cùng hưởng thứ tốt sao? Sau khi mở ra cùng hưởng đại trận, năm người tu vi trải qua thời gian nhất định điều hòa thì dần dần biến thành đồng nhất, mà chỉ cần trận thế không rút lui tất cả sẽ thủy chung duy trì ở trạng thái này. Mà trạng thái này là một trạng thái tuyệt đối công bình cùng hưởng, mà trận này ít nhất phải xuất động hai vị thánh nhân, trở lên chủ trì thì mới có thể mở ra được. Mà ở trong đó cũng là do Sở Dương mà khinh Vũ cộng thêm Tử Tà Tình, ba vị thánh nhân cùng chủ trì, chuyện được lấy tại Chu Yên Phun. Về nội hình như vậy hiển nhiên đã vượt hơn yêu cầu của đại trận này, thận trọng như thể là vì sao, ở trong đại trận, hai người vốn có tu vi tương đối thấp là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, cũng bị tạm thời gia tăng lên tu vi. Từ vốn là thánh vị tầng thứ trực tiếp nhảy lên thánh nhân cấp, mặc dù đây chỉ là tạm thời tăng lên nhưng Sở Dương lần này muốn dùng trạng huống như vậy, để trợ giúp hai nàng trực tiếp một bước lên trời mà lột xác. Nhưng cái lột xác này cũng cần sở dương, mà khinh vũ, tử tà tình ba người vô tư giao ra, còn cộng thêm đại trận chi lực. Sau đó, phải có những thứ thủ đoạn đặc biệt khác thì mới có thể hoàn thành được. Tay ta đang cầm một thiên tài địa bảo rất đặc thù, một người tùy tiện phục dụng sợ ràng không ổn, một khi không cẩn thận ngược lại sẽ có chuyên xấu. Sở dương nhàn nhạt cười nói, chuyện như vậy, nếu là tìm người khác, khó tránh khỏi có mối lo bị người tham dự tư tâm quấy phá phàm là có một chút điểm tạp niệm cũng có thể tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi ta sau mấy phen nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng chỉ có chúng ta là người một nhà mới có thể không cố kỵ chút nào cố kỵ cái gì mà cố kỵ chúng nữ cũng trợn tròn cặp mắt không hẹn mà cùng nói ra nghi ngờ trong lòng thật ra thì ở trong quá trình này không thể tránh né được việc thiên địa nguyên lực cực hạn lay động dưới loại tình huống này toàn thân quần áo tự nhiên sẽ không khỏi toàn bộ trở thành phấn vụn nếu tất cả đều là người trong nhà dĩ nhiên không sao cả nếu có ngoại nhân sẽ không khỏi quá lúng túng sở dương hắc hắc cười cười trong nụ cười thấy thế nào cũng phải ăn đòn bốn nàng đồng thời xấu hổ đỏ mặt thầm nghĩ những lời này vẫn là có một chút đạo lý nhất là thân thể nữ nhi ra há có thể để cho người khác thấy được coi như là người mình thân cận nhất hơn phân nửa cũng có cảm giác không tốt huống chi còn là ngoại nhân dưới tình huống này quả nhiên vẫn là người một nhà thì ổn thỏa hơn bốn đôi mắt đẹp đồng thời tập trung vào trên mặt sở dương bốn nàng trong lòng đều nghĩ đến thật ra thì có thằng tặc này hì hì ở chỗ này cũng thật là có chút không được thằng này lưu manh thành tính nếu là phát tác ra đây chẳng phải là muốn bởi như vậy chỉ sợ không khỏi là có chút không ổn đang lúc trong lòng nghĩ tới nghĩ lui vô tận xa tư thì trong lúc bất chợt cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác thiên địa linh lực bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động cũng là do Sở Dương đã bắt đầu thúc dục cùng hưởng đại trận. Giờ phút này bứt ra đã không kịp, tùy tiện bứt ra hậu quả là rất không ổn. Chúng nữ tức giận, thằng khốn này, rõ ràng chính là mượn cơ hội muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ đành để hắn chiếm tiện nghi. Hừ, để xem hắn tới mà ăn không được, càng thêm chịu trừng phạt, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hơn nữa, mà Khinh Vũ cùng Tử Tà tình hai nàng bản thân tu vi, cũng đều đã đến loại tình trạng này cũng có thể hiểu được sở dương đây là nghĩ biện pháp vì thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến, mà tăng lên tu vi. Chuyện như vậy tự nhiên là không thể nói rõ ra được, nếu không thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến cũng sẽ cảm giác được không tốt. Cho nên mà khinh vũ cùng tử tà tỉnh dĩ nhiên là sẽ không nói ra. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, có cái gì mà lỗ lã với chiếm tiện nghi chứ? Như thể công chuyển chín chu thiên rồi thì đột nhiên sở dương tâm niệm vừa động, ở trước mặt mọi người rõ ràng xuất hiện một quả trái cây kỳ dị màu đen trái cây kia không có tản mát ra bất kỳ mùi vị nào, mà ở trên không trung cứ như vậy, quay tròn. Trừ màu sắc biến thành màu đen ra, so với trái cây bình thường khác nó không có bất kỳ cái gì khác. Trái cây này tên là cửu u địa ngục quả, các ngươi cũng không nên khinh thường nó, công hiệu của nó chỉ sợ còn muốn hơn sa thiên địa huyền hoàng quả. Trái cây này một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, qua một vạn năm nữa mới thành thục, lại không bàn về thời gian thân cây trưởng thành cần bao nhiêu năm tháng đơn thuần chẳng qua là trái cây từ nở hoa đến thành thục, thì phải kinh nghiệm 3 vạn năm. Thanh âm trầm thấp của sở dương vang lên. Bốn nàng cũng cảm giác được tự đáy lòng tâm thần chấn động, ít nhất phải kinh nghiệm qua ba vạn năm trái cây này mới có thể trưởng thành. Được như vậy, cửu u địa ngục quả này trình độ quý trọng như thế nào cũng có thể nghĩ được. Đang suy nghĩ, lại thấy sở dương hé miệng, cửu u địa ngục quả kia cực tốc hướng vào trong miệng hắn bay tới. Sau một khắc, bốn nàng đồng thời cảm giác được trong tâm linh ầm ầm chấn động khó yên lặng được tựa hồ trong lòng mình có đồ vật gì đó đột nhiên nổ tung vậy tựa hồ như vũ trụ đột nhiên nổ tung diễn sinh ra đầy trời tinh thần mà từ trong miệng của sở dương một cỗ nồng nặc hắc khí trong lúc bất chợt phun ra giống như cầu vồng đẹp đẽ vậy nhưng cho đến khi nhìn chăm chú vào thì lại rõ ràng thấy nó vẫn còn là màu đen cũng không phải là nhị sắc sở dương ngậm chặt miệng trên mặt da thì kinh luyện mà trong lòng dâng lên một loại vọng động muốn chửi má nó đây là trái cây gì thật thật tức cười lại có mùi thúi như vậy, chua như vậy, đắng như vậy, cay như vậy. Như vậy, là một trái cây đầy mùi vị nói không ra lời. Trong một sát na cửu u địa ngục quả ở trong miệng đột nhiên hóa mở ra kia, sở dương quả thực có một loại cảm giác sống không bằng chết, không trách được nó có tên là cửu u địa ngục quả đây. Người ăn trái cây này trong một sát na cảm giác được thật đúng là giống như vừa ở trong. Địa ngục đi dạo một vòng vậy, đơn thuần chẳng qua là mùi vị này, cũng đủ làm cho người ta sinh sinh tử tử bảy tám lần trở về hết lần này tới lần khác này rất nhiều mùi vị tiếp theo biến thành các loại cảm giác thản nhiên tiến vào dạ dày tiến vào thân thể tiến vào kinh mạch nhưng ngay sau đó hóa thành lực lượng như biển gầm mạnh mẽ xông lên sở dương đứng mũi chịu xào chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động nhưng ngay sau đó trong thất khiếu trượt phun ra tia máu dược lực khổng lồ như vậy ngay cả là lấy tu vi của sở dương hiện tại là thánh nhân tu vi lại có cửu trọng thiên thần công làm hùng hồn căn cơ mà vẫn không chịu nổi được dược lực đánh sâu vào thứ nhất Lúc này sở dương chỉ cảm thấy ngũ tạng như bị đốt, điều duy nhất có thể làm là liều mạng vận chuyển tự thân tu vi, đem linh khí trong kinh mạch của mình lúc này trở thành chật trội hướng về mạc khinh vũ, cùng tử ta tỉnh, bên kia phân tán đi qua, nếu không vội vàng sơ tán đi ra ngoài, kết quả duy nhất là bạo thể bỏ mình mà thôi. Trong lòng sở dương âm thầm may mắn, may là mùi vị như vậy chỉ xuất hiện ở trên người của ta, nếu là đặt ở trong miệng các nàng mà có cảm giác như thế. Các nàng làm sao có chịu được đây, nếu như chỉ là linh lực cường thể đánh sâu vào cũng thôi mặc dù đúng là cường đại vượt quá tưởng tượng nhưng trải qua linh lực cùng hưởng đại trận rồi vô luận như thế nào nó cũng không thể hơn được năm vị thánh nhân dắt tay nhau hợp lực nhưng cổ đặc dị mùi vị này nhưng quả nhiên là làm cho người ta sống không bằng chết sở dương lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chính là mùi vị này lại cũng có thể làm cho người ta khó có thể chịu được như thế như chết đi sống lại sống không bằng chết mà ngay cả ý niệm tự vẫn trong đầu cũng xuất hiện không chỉ một lần qua đó mới biết mùi vị này kinh khủng như thế nào lấy sự kiên nhẫn cùng trầm ổn của sở dương mà cũng nhịn không được sinh ra cảm giác như thể chớ đừng nói chi là cổ mùi vị này nếu thật sự ở trong miệng một nữ tử sẽ tạo thành cái dạng hậu quả kinh khủng như thế nào sở dương một chút cũng sẽ không hoài nghi người khác tạm không nói đến cổ mùi vị này nếu để cho mạc khinh vũ tới thử thì nha đầu này tuyệt đối sẽ không quản cái trái cây này có phải sinh trưởng mấy vạn năm hay không trong đó lại có bao nhiêu linh lực mà là không nói hai lời rất dứt khoát sẽ trực tiếp đem ói ra sau đó lại ói dối tinh dối mù về phần tam nữ kia vô luận là trầm ổn thiết bổ thiên kiên nhẫn ổ thiến thiến hay là say mê thực lực tăng lên là tử tà tình đại tỷ xác suất có thể thừa nhận được cổ mùi vị này cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất phân nhiều lắm là nhất phân chín thành chín kia cũng là tức thì ói ói dầm sau khi sở dương chủ đạo đại trận cho vận chuyển bốn nàng đồng thời rõ ràng cảm giác được có một cổ lực lượng trước đây chưa từng gặp liên tục không ngừng sinh sinh bất tức cường thể xuất hiện rồi giống như núi thở biển gầm sông lên tới đây mà trong thân thể của mình tất cả kinh mạch trong khoảnh khắc đó thậm chí có một loại cảm giác vô năng dung nạp được bất cứ lúc nào có thể hỏng mất bốn nàng cũng nhịn không được nhất tề kêu đau đớn một tiếng bảo vệ nội tâm thanh thản linh đài hữu lực ứng phó không thể lười biếng sở dương giọng nói một câu như thế nhưng ở trong lỗ tai bốn nàng lại như hoàng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến đồng thời trong lòng lẫm nhiên. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình bản thân tu vi sớm đã đến trình độ cao, nên tự nhiên là sẽ không rối loạn tâm trí. Hiện tại điều cần lo lắng cũng chính là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiến, hai nàng này thủy chung, bởi vì do trận thế nên mới có thể có được tu vi mạnh mẽ như vậy, tu vi ngay cả có thể tức thì đề cao nhưng tâm cảnh thì khó khăn, mà phù hợp ngay được mà trạng huống bây giờ là nguy cơ trùng trùng. Khinh Vũ, Tà Tình, các ngươi hãy thả tâm. Điều động nguyên âm, Sở Dương tiếp tục nói, tràn đầy kinh mạch, hướng dân linh lực, trăm sông hợp thành biển, nhất cử công thành. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cũng không chậm trễ, theo lời mà đi. Chương 2220, nguyên lực cùng hưởng. Nguyên lực cùng hưởng đại trận này, vốn là một môn đặc dị pháp môn mượn ngoại lực để tăng lên tu vi, nhưng nếu không có tuyệt cường ngoại lực thì trình độ tăng lên vân là tương đối có hạn, mà Sở Dương dưới loại tình huống đặc thù này phục dụng cửu u địa ngục quả, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng mạnh mẽ của cửu u địa ngục quả này chính là muốn đem lực lượng trong cơ thể con người hoàn toàn chia đều sau đó mới có thể nói tới tiến thêm một bước nữa mà tinh tiến cùng chỉ có sở dương mà khinh vũ và tử tà tỉnh là có tinh tiến về phần thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến các nàng cố nhiên sẽ không phải là người tinh tiến chủ lực nhưng vân có thể giữ lại được cảnh giới thánh nhân như hiện tại chân chính trở thành một đời thánh nhân về phần sau này tăng lên cái gì thì đó chính là chuyện về sau Tuy nhiên cảnh giới như vậy đối với thiết ô hai nàng mà nói, không nghi ngờ chút nào vẫn là một bước lên trời. Trên thực tế tiến bộ kinh người như vậy cổ kim cũng là hãn hữu. Từ xưa đến nay, nếu như không là bởi vì lý do cực kỳ đặc thù, thì có rất ít người sẽ cam tâm vì người khác mà hy sinh lực lượng của mình. Nhưng sở dương lần này cũng không chút do dự làm như vậy. Hơn nữa, trước đó hắn còn được mặc khinh vũ cùng tử tà tình đồng ý rồi. Lực lượng đến từ cửu u địa ngục quả mặc dù bàng đại tới cực điểm, nhưng bị năm người đồng tâm hiệp lực vận chuyển thu nạp mà cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo mà thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến hai người giờ phút này cũng có phản ứng đây mà gọi là luyện công sao sở dương cùng khinh vũ và tà tình ba người này rõ ràng chính là lấy đặc thù phương thức để thành toàn cho hai người mình trong lòng ngoài cảm kích ra thì cũng có chút thở dài thổn thức hai nàng cũng không phải là cái loại người không quả quyết nên trong lòng cũng đã nhanh chóng quyết định sở dương nếu muốn làm như vậy nguyên nhân chính tự nhiên là để gia tăng tu vi cho mọi người Nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề tình cảm gia đình sau này, nếu như mình mò mâm giả mồm cãi láo, vậy thì phần dụng tâm này của Sở Dương sẽ bị phí hoài. Đúng như suy nghĩ trong lòng Sở Dương. Về mặt tình cảm, Sở Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn là người rất chấp nhất, hoặc là có thể nói như vậy, nếu không có Thiết Bổ Thiên ban đầu hiến thân cứu giúp hắn thì Sở Dương cho tới bây giờ rất có thể chỉ gắn bó với Mạc Khinh Vũ mà thôi. Cho tới bây giờ, trong vấn đề tình cảm, Mạc Khinh Vũ ở trong lòng Sở Dương cũng là không ai có thể thay thế được không thể dao động được. Vì đó nên sau khi tiếp thụ thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến rồi thì sở dương, trong lòng ít nhiều gì đối với Mạc khinh Vũ luôn cảm giác có chút áy náy. Mặc dù tại cái thế giới này chuyện nam tôn nữ ti, tam thê tứ thiếp là rất bình thường nhưng kiếp trước, sở dương thủy chung cũng chỉ có khinh Vũ mà thôi, cho nên sở dương trong lòng cũng có chút ít cảm hoài. Về phần trong tứ nữ, có một hiện tượng quái dị chính là tử tà tình cùng Mạc khinh Vũ tu vi cao nhất, nhưng hai nữ nhân này cũng có khả năng là sẽ không có nhiều thời gian ở nhà, Tương lai đại chiến, hai nàng cũng sẽ phải phụng bồi sở dương đấu tranh ngoài chiến trường. Bất quá về mặt khác mà nói, hai nàng tu vi cố nhiên cao, võ công cố nhiên mạnh nhưng ở phương diện gia đình lại nhưng không phải là người hợp cách, rõ ràng so sánh với thiết bổ thiên cùng ô thiến thiến kém hơn không chỉ một bậc. Mà thiết bổ thiên cùng ô thiến, thiến, hai nàng này về năng lực chủ tính cũng có thể coi là hiểm thấy, nhưng về tu vi trước mắt đã tương đối đáng quý rồi, tuy nhiên về toàn cục mà nói thì vẫn là còn kém. Tương lai nếu sở dương xuất trinh, hai nàng ở lại giữ đại bản doanh như vậy, vấn đề an toàn vẫn là tai họa ngầm khổng lồ, là vấn đề cần quan tâm. Mà nay làm như vậy rồi, năm người hoàn toàn cùng hưởng, lại làm cho bốn nàng nếu lúc trước có thể xuất hiện một chút tì vết cùng tiểu mâu thuẫn, thì nay cũng đã hoàn toàn tiêu biến đi. Bởi vì, phàm là có người có mảy may tiểu tâm tư nào thì như vậy, cùng hưởng đại trận này tuyệt đối sẽ không thể nào thành công được. Mà một khi thành công, chúng nữ ngày sau tự nhiên sẽ có một loại tâm linh cảm ứng rất thần kỳ với nhau. Như thế, căn bản là không có khả năng xuất hiện mâu thuẫn gì. Đây là điều mà sở dương nhiều lần suy nghĩ sâu xa, chuẩn bị thật lâu rồi, hôm nay mới rốt cục coi như là có thời cơ chín mùi. Trong khoảng thời gian này, ta thủy chung có một loại cảm giác rất vi diệu, cũng là cảm giác rất thật. Sở dương chậm rãi nói, sợ rằng cuộc sống an bình như hiện nay sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa. Thiên ma cuộc chiến bất cứ lúc nào cũng có thể toàn diện bộc phát. Hiện tại, lực lượng của cửu U địa ngục quả đã tiến vào quỹ đạo sở dương có thể vừa phân tâm xử lý linh lực vừa nói chuyện được hắn vừa nói chuyên đồng thời cũng là hấp dân tâm thần của bốn nàng không để xuất hiện suy nghĩ bậy bạ bài trừ tạp nhiệm quả nhiên hắn vừa mở miệng mọi người toàn bộ tâm thần trong nháy mắt cũng chú ý tới hắn cho nên ta lựa chọn sử dụng biện pháp như thế để làm cho bổ thiên cùng thiền thiền gia tăng thực lực sở dương nặng nề nói hậu phương an bình mới là điều kiện tiên quyết để tiền tuyển quyết chiến thắng bại bốn nàng đồng thời mặc nhiên dối rít gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Đúng, Thiết Bổ Thiên Đôi Mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, nói, trong khoảng thời gian này, cửu trọng thiên khuyết các nơi cũng lục tục xuất hiện ma hoạn, thanh thế không nhỏ nhưng lúc mới bắt đầu, cái loại tai họa này trình độ mặc dù ác liệt nhưng vẫn có thể xử lý được, nhưng càng về sau, chỉ sợ sẽ từ từ có chút không thể thu thập được, ít nhất cũng là tình thế đuôi to khó vẫy, Thiết Bổ Thiên nhướng mày, nói, ta trước sau phân tích 3 400 ma hoạn gần đây và thật bất ngờ phát hiện ra, mặc dù cũng là thiên ma làm loạn, nhưng trên thực chất có một chút địa phương có điều khác lạ hay hoặc giả là nói rất cổ quái đám sở dương lẳng lặng nghe không có ai chen lời bọn họ biết thiết bổ thiên là một loại người không dễ dàng có kết luận đột nhiên mà đưa ra kết luận đó chính là định luận thiết bổ thiên với đề vương thân phận nên tính tình của nàng chính là tuyệt không dễ dàng mở miệng vừa mở miệng chính là kinh thiên động địa cho nên ta cùng thiển thiển đem tin tức tình báo về thiên ma dứt khoát sửa sang lại một lần cuối cùng có được một cái kết luận một cái kết luận làm cho người khác khó có thể tin được, đó chính là, vừa lúc ma hoạn bắt đầu, rất có thể chính là do hữu tâm nhân cố ý ngụy trang, là có âm mưu. Rồi sau đó trà trộn vào trong đó mới thật sự là thiên ma nội gian. Sở dương ánh mắt ngưng tụ động dung kinh ngạc nói, lại có chuyên như vậy sao? Chuyên này, ta mấy phen suy xét rồi kết luận như một, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự giả dối nào. Thiết bổ thiên khẳng định gật đầu nói, ta cần tư liệu về những người này, người bố. Cục gia cái này dụng tâm thật sâu xa. Sở Dương thản nhiên nói. Hắn mặc dù không có nói rõ nhưng thiết bổ thiên biết những người này, trong miệng Sở Dương đến tột cùng là ai. Đang lúc mọi người trao đổi nói chuyên thì lực lượng đến từ cửu u địa ngục quả, cũng đang ở trong kinh mạch mọi người nhanh chóng tuần hoàn không thôi. Mà thiết bổ thiên cùng ô thiến thiển hai người cảm thụ lại là rõ ràng nhất. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang từ tỏ phát sinh biến hóa không nhận thức được, hoặc là nói dùng tỏ không nhận thức được, không phải là rất đúng, bởi vì quá trình không phải là nhanh chóng. Trong thân thể tạp chất lấy thái độ mình có thể cảm giác được, mà bị loại ra bên ngoài. Hơn nữa, những tạp chất này một khi bị đẩy ra ngoài thân thể, liền lập tức hóa thành bụi bậm phiêu tán. Từ từ, thân thể năm người và trên mặt cũng xuất hiện bị một loại thần quang trong suốt ôn nhuận. Mắt thấy sắp đại công cáo thành thì sở dương, lại cố nén sợ hãi nắm lỗ mũi rồi lấy ra một quả cửu u địa ngục quả, nữa nuốt xuống, dùng cái bộ dạng liệt sĩ tình hoài tinh thần hy sinh nuốt xuống không thể không nói, cái loại mùi vị thử một lần cũng đã quá nhiều rồi. Lúc này Sở Dương thật lòng chính là không muốn thử lần thứ hai, mà trước mắt thành quả còn cũng chỉ là tăng lên tu vi cho Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến mà thôi, mình và Mạc Khinh Vũ, tử tà tình lại không tăng lên được bao nhiêu, thậm chí bởi vì mới vừa rồi tu vi được chia đều mà lại giảm xuống một chút. Sở Dương cũng không muốn nữ nhân của mình, sinh ra cái gì khúc mắc liền đành tự thân hảo hảo xông xuống 18 tầng địa ngục cuối cùng là do thử lần thứ hai nên đã có tâm tư chuẩn bị coi như là so sánh với một lần trước mạnh hơn một chút bất quá cái loại cảm giác biết rõ là gì rồi mà còn phải đem nó đưa vào trong miệng cảm giác này nay lại có tư vị khác từ từ đám người sở dương cũng tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong siêu nhiên nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý dẫn đạo linh lực ở trong kinh mạch của mình tuần hoàn một cỗ khí thể màu trắng trước đây chưa từng gặp thánh khiết mà cực kỳ nồng nặc ở trong thân thể năm người dần dần thành hình đem năm người hoàn toàn bao bọc ở trong đó mà mọi người ở đây, sau khi lâm vào loại tình cảnh kỳ diệu này rồi thì có thêm một chuyên càng thêm kỳ diệu, cũng như càng thêm không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trên thân thể năm người. Đầu tiên là từ trên trán Sở Dương, vẫn chậm rãi hiện ra một con dấu khéo léo đẹp đẽ, con dấu này mặc dù thật nhỏ, nhưng tràn đầy vẻ nghiêm nghị và khí tức không thể xâm phạm của thượng vị giả, hay hoặc là nói chính là hơi thở của Quân Lâm Thiên Hạ Hoàng giả. Rõ ràng chỉ là một hư ảnh con dấu tồn tại, nhưng giờ phút này lại tràn đầy cảm giác thực chất con dấu ở trên chán sở dương, dần dần hiện lên cuối cùng thoát khỏi đi ra ngoài và chậm rãi xoay tròn. Mà ở trên thân thể mạc khinh vũ, tử tà tình, thiết bổ thiên, ô thiến thiến cũng vào thời khắc này, dần dần nhô ra một cỗ khí thể vô cùng đặc dị, những khí thể này cũng tràn đầy tự nhiên khí tức, nhu hỏa ấm áp rồi lại làm cho người ta cảm giác được cực kỳ chân thực. Chính là toàn bộ thần niệm của tinh linh, nữ hoàng diễn biến ra cái mấy đạo thần bí khí thể kia. Hơi thở màu sắc bất đồng này dần dần chậm rãi hiện lên, từ từ quay chung quanh chán sở dương mà tràn đầy vô tận quyển luyến nhu tình khó nói lên lời chiền chiền miên miên chiền quấn quanh mà hết thảy cái này đều xuất hiện khi đám sở dương không có chút cảm giác nào tinh linh hoàng ấn hư ảnh kia hết sức ưu nhã tỉ mỉ chậm rãi xoay tròn một cô lực lượng dị thường khổng lồ và tự nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu phá không mà đến vô thanh vô tức cực tốc tiến vào trong phòng này trong giây lát đà đã tiến vào thân thể năm người ngày mai giải phẫu ước chừng trong tầm 10 ngày tới không thể gõ bàn phím, hàng tồn không nhiều lắm, chống đỡ được 5-6 ngày, sau đó ta hết sức len lén xem sao. Tóm lại là tác giả ốm, đi viện, tay không gõ được phím nên chuyện sẽ ra chậm.